Đây là Kazuma, một người thuộc gia tộc sử dụng phép thuật là Kanagi, nhưng cậu bị xem là nỗi ô nhục của cả gia tộc. Sau nhiều năm thì giờ đây cậu đã trở về và đến nhận công việc đuổi ma mà bản thân được thuê. Vừa vào trong gặp chủ thuê thì cậu cũng gặp được ông anh họ trong gia tộc. Anh ta vẫn đá đều việc Kazuma là nỗi ô nhục của gia tộc nhưng cậu chẳng quan tâm. Con ma sau đó đã lộ hình và ông anh họ kia đã dùng phép lửa tấn công nó. Nhưng nó hấp thụ được lửa và phản lại mạnh mẽ hơn khiến cả căn nhà ngập trong lửa chủ thuê đã hứa trả nhiều tiền hơn cho kazuma nên cậu đã ép giá lên nhiều lần rồi mới làm việc cậu sử dụng phép thuật gió và chém vụn con ma thành cát bụi lửa cũng đã tắt và kazuma cho chủ thuê ba ngày để gửi tiền cậu sau đó đến gọi ông anh tỉnh dậy gia tộc kanagi vốn là gia tộc sử dụng lửa và được tinh linh lửa bảo vệ kazuma cũng có sự bảo hộ đó nhưng cậu lại không thể dùng được phép lửa nên mới phải học đến cách sử dụng gió tối đó ta gặp một cô gái là ayano cô là con gái của trưởng tộc nhà kanagi cô đang chạy vội về nhà vì đã muộn giờ giới nghiêm cô sau đó về đến cửa thì giật mình tưởng cha đến trách phạt nhưng té ra là người em họ gen của cô gen cho biết anh trai của cậu đã trở về ayano không nhớ người đó nên gen nhắc cô nhớ rằng anh trai cậu là người đã đấu với cô vào lễ nhận kiếm năm xưa cô sau đã chạy đến gặp cha cha cô và cũng là trưởng tộc lúc này đã nghe ông anh họ kia kể lại về việc kazuma đã trở về ayano sau đó chạy đến gặp cha để nghe về việc anh họ trở về cha của kazuma và gen lúc này cũng ở đây cả hai cho ayano biết là kazuma ngày trước đã bị xem là nỗi ô nhục của gia tộc nên đã rời đi và giờ đây cậu trở về với khả năng sử dụng năng lực gió trưởng tộc thấy thương cảm cho kazuma vì cậu đã không có quá khứ tốt đẹp và đáng ra cậu đã trở thành một người tài ba nếu không phải sinh ra trong gia tộc này nhưng sự thật là cậu được sinh ra trong gia tộc kanagi là điều không thể thay đổi và việc cậu không sử dụng được phép lửa đã nỗi nhục cho gia tộc này cha giờ đã từ mặt kazuma và ông chỉ xem bản thân có duy nhất một người con trai là gen đêm đó một người sử dụng sức mạnh gió đã tìm đến nhà kanagi và bắt đầu đồ sát ông anh họ lẫn hai người khác kazuma lúc này bất chợt tỉnh lại vì cảm nhận được gì đó sáng hôm sau cái chết của vài thành viên nhà kanagi đã được phát hiện những người mặc áo cam này là gia tộc fuga một gia tộc đã phục vụ nhà kanagi suốt nhiều thế hệ theo khám nghiệm thì hung thủ ra tay lên những nạn nhân này có sử dụng phép thuật gió vài người trong gia tộc đã đổ lỗi cho Kazuma là cậu đang trả thù gia tộc này. Vì cậu cũng sử dụng phép gió, Ayano tính đi tìm và xử lý Kazuma nhưng cha cô đã ngăn cản. Vì chưa có bằng chứng cho việc Kazuma đã ra tay đồng thời ông cũng không muốn con gái giữ mãi tư tưởng bạo lực có thể giải quyết hết mọi vấn đề. Kazuma sau đó đã cảm nhận được việc bản thân đang bị theo dõi. Nhà Fuga lúc này báo lại là họ đã tìm được Kazuma. Thế là hai người mạnh mẽ top đầu nhà Kananji đã lên đường đi tìm Kazuma. Ayano đã lén cha để đi theo cả hai vì cô cũng muốn đối đầu với Kazuma. Họ sau đó đã đến một công trường thì Ayano vô tình bị nhốt vào một lồng giam bằng gió. Còn hai người kia thì đã đến và buộc tội Kazuma đã giết ba người nhà Kananji tối qua nhưng cậu cho biết bản thân không hề làm. Họ không quan tâm vì trưởng tộc cũng muốn nói chuyện với cậu. Cậu chẳng thèm quan tâm và cho rằng ổng muốn thì tự đến mà gặp cậu. Hai người kia sau đó đã tấn công cậu thì đột nhiên có một ai đó đã phản công lại và tung chiêu thức gió chém đứt những thanh xà trên cao để chúng rơi xuống đầu cả hai. Kazuma phát hiện tinh linh gió có liên quan đến vụ này, nhưng Ayano lúc này đã được thả ra. Cậu nhận ra cô em họ của mình còn cô thì hiểu lầm và cho rằng cậu vừa giết hai người kia. Cậu không hề làm nên chỉ phòng thủ chứ không tấn công lại. Ayano dù liên tục dùng phép tấn công nên cậu buộc phải lùi lại, cậu nói thẳng là bản thân không hề giết ai cả và cũng không có ý định trở về. Và khi xem qua kỹ thuật của Ayano thì cậu lo là nhà Kanagi sau này sẽ càng ngày càng lụi tàn vì yếu đuối. Cậu sau đó rời đi và biết bản thân vừa gây chiến với cả gia tộc và sắp tới có vẻ sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy đến. Hôm sau, Ayano đã bực bội than phiền với bạn cô về việc cô lại bị cha cấm túc. Còn việc của Kazuma thì càng ngày càng rầm rộ trong gia tộc. Ai nấy đều nghi ngờ cậu cả cha cậu cũng nghi ngờ cậu nên quyết định sẽ đi bắt cậu về đây dù là bằng lời hay vũ lực. Ông tối đó đã gọi đến cho Kazuma hai cha con cũng chẳng vui vẻ gì khi nói chuyện với nhau. Ông bảo là cần gặp trực tiếp nên đã hẹn cậu đến chỗ cũ gặp mặt. Kazuma đã nhớ về ngày sau khi cậu thua trước Ayano. Việc thua trước người kém cậu 4 tuổi và còn không dùng được phép lửa đã khiến cha đoạn tuyệt với cậu mà đuổi cậu đi khỏi gia tộc. Giờ đây cậu muốn xem bản thân đã đủ sức để đối đầu với cả gia tộc. Tối đó, cả hai cha con đã gặp nhau ở điểm hẹn. Cậu cho rằng giờ cậu không còn là tên nhóc bất lực của 4 năm trước. Cậu sau đó bắt đầu tấn công nhưng ông có thể hóa cơ thể thành lửa để nẽ đòn. Ông không nghĩ cậu chỉ có từng đó sau 4 năm, thế là cậu sau đó đã phá lại chiêu thức của ông. Tất nhiên ông hiểu cơ chế chiêu thức mà cậu đang làm, nhưng cậu vẫn sẽ cần hơn vậy nếu muốn đối phó với ông. Cậu sau đó đã bị ông đánh trả thì cậu liền dùng khiên gió để chặn đòn. Cậu thấy ông quả nhiên vẫn khó chịu như trước, bởi vậy nên mới là một trong những người mạnh nhất. Ông sau đó đã biến đổi ngọn lửa thành lửa xanh. Đây là S ức mạnh của thần và mạnh đến nỗi chỉ bật thầy về lửa thì mới dùng được. Cậu sau đó cũng có bài tủ nên lấy ra dùng. Cậu cũng hợp nhất và tạo ra một đòn gió cực mạnh nhắm vào cha. Do gió nhanh hơn nên ông đã dính đòn mà thua cuộc, cậu sau đó vui mừng mà rời đi. Cậu đã về lại khách sạn mà cậu ở thì gặp được Gen ở đây. Cậu không ngờ Gen đã lớn đến mức này, cậu đã mời em trai đến phòng để nói chuyện. Gen hỏi thẳng có phải cậu là người đã giết các thành viên trong gia tộc hay không thì cậu khẳng định luôn là không nhưng không ai chịu tin cậu. Gen sau đó cũng cho cậu biết về dạng sức mạnh cực kỳ lớn, đó là một con người có thể ký khế ước với một tinh linh nguyên tố và được nó ban sức mạnh. Liệu cậu có phải người đã khế ước với tinh linh gió hay không vì chỉ có vậy thì cậu mới đủ mạnh để đánh bại cha? Nhưng cậu không hề khế ước gì cả, cậu chỉ đơn giản là bỏ ra 4 năm để chăm chỉ tập luyện và học cách sử dụng sức mạnh này. Và cậu cũng tin là nhà Kanagi sẽ sớm tan tành bởi kẻ đứng sau những vụ sát hại này. Cậu không hề có ý định giúp đỡ gia tộc vì cậu không có liên quan đến cái nhà này nữa chính họ đã dùng bỏ cậu chứ cậu chẳng hề bỏ rơi họ gen bắt đầu dùng nước mắt để khiến kazuma động lòng nên cậu quyết định ngày mai sẽ đưa gen về nhà nên đêm nay cứ ở lại đây ayano lúc này thì đang hướng đến khách sạn mà kazuma đang ở kazuma đang ngồi nhìn em trai thì đột nhiên cảm giác đó lại đến một lần nữa cậu ngay lập tức nhận thấy có kẻ vừa dùng gió cắt đôi tòa nhà này nên đã ngay lập tức đưa gen nhảy ra khỏi đây ayano lúc này vừa đến thì thấy kazuma đưa gen rời khỏi tòa nhà và nó thì cũng ngay lập tức đổ xuống chỗ cô kazuma sau đó đã để gen trốn đi và chạm mặt kẻ đã cho cậu cảm giác kỳ lạ mấy ngày nay cậu không quan tâm việc hắn nhắm vào nhà kanagi hay không nhưng riêng gen là cậu sẽ bảo vệ bằng mọi giá cậu sau đó tấn công bao nhiêu đòn thì hắn cũng chẳng si như gì đột nhiên cậu nghe tiếng của gen la lên nên đã định đi thì bị tên kia cản lại ngay giây phút cậu tiếp cận hắn thì cậu đã nhận ra thêm điều gì đó hắn sau đó cũng biến mất nên cậu đã đuổi theo còn ayano thì cậu mặc kệ cô vì tin cô sẽ tự ra khỏi đống đổ nát này được cậu vừa đi thì cô đã nung chảy đá để thoát ra cô nghĩ cậu là người đã làm ra cái đống này để nhằm hại cả cô kazuma sau đó đã trở về nhà kanagi cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở về đây sau khi bị cha mẹ từ mặt cậu vừa vào trong thì đã có năm người ra tiếp đón cậu bằng những đòn lửa đầy nồng ấm và tất nhiên là kazuma từ chối nhận nó mà cho họ hưởng lại những con gió mát lạnh đến mức họ không còn đứng nổi nữa trưởng tộc đã ra tiếp đón cậu và hỏi cha cậu đâu thì cậu cho biết bản thân đã thổi bay ổng rồi trưởng tộc đã mời cậu vào trong khi nghe tin Zen đã bị bắt và kẻ bắt gen có liên quan đến kẻ đã nhắm vào gia tộc này cậu sau đó nhìn lại khung cảnh thân quen một lượt và ayano lúc này cũng đã trở về trưởng tộc lúc này đã cho kazuma xem qua sổ sách và cậu đã tìm được kẻ mà cậu đã giao chiến trước đó ayano lúc này về đây và đòi đập kazuma một trận nhưng cha đã cản cô lại và cho rằng kazuma không hề hại ai trong gia tộc này cả Cậu đã bị gài bẫy bởi chính gia tộc Fuga, vì kẻ cậu chỉ điểm ra là một thành viên gia tộc Fuga và sáng nay lúc ông đi tìm họ thì họ đều đã biến mất. Ayano không tin nên ông đã hỏi là tại sao cậu không xử cô vào lần đầu gặp mặt. Cậu rất mạnh khi đã đánh bại được cả cha mình, nên cô cần sớm nhận ra cô không còn mạnh để đánh bị Kazuma như 4 năm trước nữa. Kazuma thắc mắc tại sao nhà Fuga lại bắt gen thì ông cho biết 300 năm trước nhà Fuga từng là một đám tội phạm nguy hiểm nhưng họ đã phong ấn được sức mạnh của nhà fuga là một con ác quỷ mà họ tôn thờ nên mới đánh bại được họ và giờ đây có vẻ họ đã tìm được phong ấn đó nên chúng dự định dùng gen làm vật tế để giải phóng con ác quỷ đó vì gen có huyết thống chính gốc của nhà kanagi nên khi chạm vào ngọn lửa phong ấn sẽ không bị nó thiêu cháy và một khi con quỷ được thả thì cả nhà fuga sẽ có được sức mạnh từ con quỷ đó và gen chắc chắn sẽ mất mạng và cả gia tộc này cũng sẽ lụi tàn Ayano tức giận vì nhà họ luôn xem trọng nhà Fuga và cho họ một cuộc sống bình dị. Nhưng Kazuma hiểu rõ cảm giác của nhà Fuga hơn ai hết. Cảm giác bị xem như là công cụ và bị coi thường bởi cái gia tộc đặt sức mạnh lên trên mọi thứ như nhà Kanagi đây. Cậu chịu đựng vài năm mà còn không nổi huống hồ gì là cả nhà Fuga đã phải chịu đựng nó suốt 300 năm. Kazuma cho rằng đây chính là báo ứng mà nhà này phải chịu. Trưởng tộc đã từng lo ngại điều này nên ông đã cố thay đổi cách đối xử với nhà Fuga và chấn chỉnh cả những thành viên trong gia tộc nhưng có vẻ điều đó giờ đã là quá muộn cậu sau đó quyết định sẽ giúp cái nhà này nhưng chủ yếu là vì gen và hiển nhiên là cậu cũng sẽ lấy thù lao vì giờ cậu chỉ xem nhà này như khách hàng của cậu cậu sẽ đưa ayano theo vì gió của cậu không làm gì được tên đã bị quỷ nhập lần trước nên có thể lửa của cô sẽ làm được gì đó nhà fuga lúc này đã thấy thời điểm vàng đã đến nên chuẩn bị buổi lễ giải phong ấn họ sau đó cũng nhận thấy có kẻ đang đến phá đám ayano lúc này đi chung với kazuma thì khó chịu ra mặt vì cô không muốn thừa nhận kazuma mạnh hơn cô và cậu cũng đi đòi tiền dù mục đích chính là cứu gen cha cô cho biết việc kazuma lấy tiền là vì để tránh việc người ta bắt bẻ việc cậu cứu gen nhưng miệng lại bảo là không dính líu đến nhà kanagi kazumi lúc này nhận thấy ayano có tính cách rất dễ nổi nóng tất nhiên nổi nóng sẽ giúp ngọn lửa của cô mạnh hơn nhưng cậu muốn cô học cả cách chấn tĩnh để tránh ngọn lửa mất kiểm soát đột nhiên cậu cảm nhận được sắc khí nên đã kéo ayano ra khỏi xe chiếc xe sau đó bị chém đôi và cậu sau đó đã một lần nữa chạm mặt tên fuga đã bị quỷ nhập kia cậu thề là sẽ đòi lại gen và không để một ai phải chịu cảnh làm vật tế nữa kazuma sau đó đã để ayano lao lên đối phó với tên quỷ ám kia thấy cô có vẻ tự đối phó được nên kazuma đã giao lại hắn cho cô còn bản thân chạy đi trước nhà fuga lúc này đã bắt đầu nghi thức hiến tế để giải phong ấn nhưng sức mạnh quỷ vừa dò dỉ ra thì kazuma đã đến phá đám và cứu được gen cậu đã giúp gen tỉnh lại và nhà fuga lúc này trách cậu tại sao cậu lại giúp nhà kanagi trong khi cậu cũng bị nhà kanagi trà đạp y như họ tất nhiên là cậu đồng cảm với nhà fuga nhưng tiếc là cậu đã nhận tiền thuê từ bên kanagi và cũng tiện thể đến cứu em trai quá tức giận nên nhà fuga đã đồng loạt tấn công cậu nhưng chẳng có tác dụng gì nhưng tên quỷ nhập đã trở về đây và sức mạnh quỷ dò dỉ được ra ngoài phong ấn đã nhập thêm vào tên đó khiến cơ thể hắn hoàn toàn biến đổi thành quỷ hắn sau đó phá luôn phong ấn và thổi bay cả nhà fuga luôn một thể con quỷ sau đó bay đi đến nhà kanagi còn kazuma nhận thấy con quỷ đã thật sự phát điên và không còn quan tâm địch ta nữa cậu rất muốn để nhà kanagi gặp báo ứng nhưng như vậy cậu sẽ mất tiền công nên đành đưa gen rời đi nhưng trước tiên thì cậu muốn ghé qua xem ayano như nào cô đã bị đánh bại và quỷ khí đang dần chiếm lấy cơ thể cô kazuma có thuốc chữa tình trạng này nhưng cậu lại tiếc mà không muốn dùng thế là gen đã tức giận và đòi cướp lấy thuốc Kazuma đành phải chiều theo em trai nhưng cậu cũng đã tranh thủ lấy đi một nụ hôn trong lúc đút thuốc cho Ayano. Cô tỉnh lại và tức giận vì việc cậu vừa làm nhưng Gen cho biết là cậu vừa đút thuốc cho cô nên cô đành hạ hỏa mà cảm ơn Kazuma, nhưng cậu sẽ lấy thêm tiền công cho vụ này. Cậu sau đó mỉa mai Ayano vì cô yếu đến mức có bảo kiếm trong tay mà cũng chẳng làm ăn được gì. Cô tức giận đòi chém cậu thì cậu đã tóm tay cô và ôm lấy cả Gen rồi bay đi cả ba sau đó tìm được tên quỷ và gen đã quyết định nhảy xuống để diệt bớt quỷ khí của con quỷ để lại nhằm ngăn nó đánh thức và gọi những con quỷ khác kéo đến kazuma sau đó đã tung đòn để chặn đường con quỷ và để ayano lao đến chiến đấu cô vẫn khá khó khăn để đối đầu với con quỷ nên kazuma đã bảo cô cứ đánh như thường còn cậu sẽ cố cầm chân nó cậu sau đó tạo ra một cơn lốc nhắm vào tên quỷ ngay sau đó thì cả khu vực xung quanh con quỷ đã bị san phẳng nhưng nó vẫn chẳng hề hấn gì nên kazuma đã bảo ayano xuống câu cho cậu ít thời gian Cậu sau đó đã cố liên lạc đến tinh linh gió để mượn sức mạnh. Nhưng Ayano đã sớm bị con quỷ đánh gục và bất lực vì bản thân quá yếu. Nhưng nghĩ đến mấy lời chế nhạo của Kazuma thì cô lại cay cú mà quyết định tự vùng lên đánh trả. Cô thiêu đốt một vùng quanh bản thân khiến con quỷ bị cháy. Nhưng ngần đó là chưa đủ để đánh bại nó. Có điều Kazuma đã xong phép và đến đỡ lấy Ayano. Cậu có đôi mắt xanh của một người giám sát. Người có khả năng mượn và sử dụng sức mạnh từ tinh linh nguyên tố cậu đã dùng gió để khóa chặt tên quỷ lại và cho ayano lao lên tung đòn dứt điểm cậu sau đó cũng kiệt sức mà gục xuống cô biết kazuma hoàn toàn có thể tiêu diệt con quỷ đó ngay từ đầu nhưng cậu cố ý để cô thể hiện là để giúp cô mạnh lên và không bị tự ti trước sức mạnh của cậu gen sau đó quay lại và thấy ayano đang đè lên kazuma với bộ đồ đã bị rách bớt phần nào vài ngày sau kazuma đã đến thăm ông già của cậu và ông đã có thể mỉm cười khi cậu rời đi vì ông đã sai khi từng nói kazuma là một đứa yếu đuối Vài ngày sau, nhà Kanagi đã mở tiệc và Kazuma được mời đến để tham gia. Vừa đến thì Gen đã bám dính lấy cậu, một cô gái là Misao đã đến cảm ơn Kazuma và muốn trả ơn cậu bằng bất cứ việc gì. Cậu đã định hỏi về mấy việc tế nhị thì Ayano đã cản lại vì cho rằng cậu nhận tiền rồi thì đừng có đòi thêm. Misao muốn Ayano đừng trách vì Kazuma đã giúp trả thù cho anh trai cô, nhưng Kazuma cho rằng bản thân phần nào cũng có lỗi về việc anh trai của Misao chết, nhưng cậu cho rằng người đó chết là do yếu vì yếu nên mới bị cậu đánh gục để rồi bị tên quỷ nhập kia đánh rơi cả đống thanh xà thép vào người với cả cậu cũng không có ý định ở chung với misao khi cô đang mang thứ đó trong tay cô đã rút dao ra và lao đến đâm cậu để trả thù cho anh trai nhưng cậu chẳng hề hấn gì do có giáp gió bảo vệ trưởng tộc đã dặn cha của misao về dạy dỗ lại cô nhưng kazuma không trách cứ nên cô sẽ chỉ bị phạt cấm túc cậu sau đó ra về ngày hôm sau ayano liên tục cáu gắt vì nghĩ đến kazuma bạn của cô thì nghĩ là cô đã thích ai đó. Nhưng cô không hề cho là vậy. Đúng lúc cô gặp Kazuma đang đi cùng một cô gái ra khỏi một con hẻm toàn khách sạn và nhà nghỉ. Nhưng cô chẳng có quyền gì để bắt bẻ hay ý kiến về hành động của Kazuma nên chẳng làm được gì. Còn bạn của cô thì càng chắc chắn hơn về việc Ayano có tình ý gì đó với Kazuma. Ayano sau đó đã chạy đi tìm Kazuma để bám theo cậu. Nhưng một mình cô tìm không ra nên đã gọi Gen đến tìm chung và cả hai lại tiếp tục tìm để rồi gen phát hiện Kazuma ở trên kia và có vẻ đang chờ ai đó. Cả hai sau đó đã nấp một góc thì thấy Misao đến gặp Kazuma, cậu đã dẫn Misao đi nên cả hai đành bám theo. Tất nhiên là Kazuma sớm phát hiện cả hai bám theo nên đã cố tình đi vào con hẻm dành cho nhà nghỉ kia và rồi dẫn Misao vào một nhà nghỉ. Ayano càng xem thì càng tức tối hơn, cô sau đó xông vào thì Misao lúc này đã lộ mặt thật là đi theo để tìm cơ hội ám sát Kazuma. Nhưng Ayano nhắc Misao biết là súng đạn không làm gì được Kazuma cả. Cậu sau đó vòng ra sau và thổi bay hết đám vệ sĩ của Misao. Ayano đòi đưa Misao về chịu tội thì Kazuma đã ngăn lại. Vì cậu cho rằng bản thân không liên quan đến gia tộc này nữa nên việc xảy ra với cậu cũng không liên quan đến cô. Cậu cho rằng nếu Misao thực sự muốn trả thù cho anh trai cô thì cô nên mạnh lên chứ đừng có yếu như anh trai cô. Cô sau đó liên tục đấm vào người cậu với bàn tay đang sử dụng năng lực lửa cậu đã cô đánh đến khi cô thấy đủ thì thôi, cô sau đó bất lực vì chẳng thể khiến Kazuma bị thương. Cô sau đó đã đau khổ mà gục xuống, cô thể là sẽ không tha cho Kazuma. Thế là cậu cho cô thử đến tìm cậu nếu muốn, cậu sau đó đã một mình trở về. Còn Ayano và Gen thì đi tàu về, Misao lúc này đã không còn thấy ý nghĩa cho cuộc sống của mình nữa. Nhưng đột nhiên một người tìm đến và hỏi cô có muốn sức mạnh hay không, những thời gian sau đó con người đi làm về và đi ngang qua một đường hầm liên tục bị một đống cháy nhầy quỷ dị đuổi theo và tóm lấy. Và đám chất nhầy này là do Misao và kẻ đã cho cô sức mạnh làm ra, vài ngày sau. Ayano đã phải đến khách sạn để tìm Kazuma vì có việc cần nhờ đến sự trợ giúp của cậu. Cô đã đưa cho cậu về vụ việc xác người liên tục bị hút khô gần đây. Vì giờ nhà Kanagi đã mất nhà Fuga để truy tìm thông tin nên họ chỉ còn nhờ cậy vào năng lực gió của Kazuma để truy tìm thông tin. Và Ayano sẽ phải giúp đỡ cậu trong công việc lần này cô sau đó để ý thấy kazuma đã có lại chiếc áo mà cậu để lại cho misao lần trước cô không hiểu sao kazuma lại quan tâm đến misao đến vậy cậu sau đó muốn ayano cứ về vì cậu không cần cô giúp vì cậu không thích mang theo một cục tạ như cô cô sau đó tức tối bỏ về vị bị xem là cục tạ còn kazuma thì đã cố tính nói như vậy là để cô tức giận mà dò dỉ năng lượng ra và dùng cô làm mồi nhử chiều hôm đó ayano và bạn của cô đã đi lạc vào một nơi vắng vẻ và không có lấy một bóng người Ayano bắt đầu cảm nhận được điều không lành ở đây. Kazuma thấy việc để Ayano làm mồi nhử đã có tác dụng nên cậu đã nhanh chóng bay xuống. Cậu sau đó tấn công xuyên thẳng vào trong kết giới và hỗ trợ cho Ayano. Cậu muốn cô lo liệu phía trước để cậu lo phía sau, nhưng cô vừa lao lên tấn công thì mớ chất nhầy này không hề bị đòn của cô chém trúng. Ayano sau đó đã phóng lửa vào chất nhầy thì nó bị diệt và kết giới trói buộc cô nãy giờ cũng biến mất. Kazuma thấy cô quả là một mồi câu tuyệt vời và vì không muốn nghe cô phàn nàn nên cậu đã đi trước còn ayano thì tức giận mà bám theo kazuma cậu lúc này đã tìm được đối tượng mà bản thân truy lùng và đó không ai khác ngoài misao cậu hỏi cô có biết bản thân đang dính đến thứ sức mạnh gì hay không thì cô hiểu rất rõ cô sẵn sàng bất chấp tất cả để lấy mạng cậu cô giờ đây chỉ cần hút thêm sinh lực của nhiều người hơn để đủ sức diệt cậu là được ayano sau đó tìm đến cô không quan tâm giữa cả hai đang có việc gì nhưng cô sẽ không để misao kéo người vô tội vào vụ này Misao biết bản thân giờ đánh chưa lại Kazuma nên đã chủ động rời đi, Ayano cố cản nhưng không được nên quay sang trách Kazuma vì đã để Misao trốn đi. Nếu cậu đã đủ sức bắt Misao thì lý do gì lại không làm, và vì cậu nên giờ đây nhà Kanagi sẽ họp lại để trừng phạt Misao. Cậu muốn cô đừng lên mặt ở đây, nếu cô muốn thể hiện quan điểm thì hãy mạnh lên đi rồi cậu sẽ lắng nghe ý kiến của cô. Cậu sau đó rời đi, còn kẻ đã giúp Misao lúc này bắt cô phải hấp thụ sức mạnh từ những lời oán trách của những nạn nhân của cô nhà kanagi lúc này quyết định sẽ đi xử lý misao và cả kẻ đã hỗ trợ cho cô cha của misao muốn tộc trưởng gọi kazuma rút lui khỏi vụ này nhưng cậu đã từ chối và muốn tự giải quyết theo cách của cậu thế là ayano đã xin được tham gia để ngăn kazuma lại nhà kanagi sau đó đã mượn nguồn lực từ bên cảnh sát và sớm tìm được nơi misao đang ẩn náu ayano lúc này hỏi cô tóc vàng đây là ai thì cô là người của bên cảnh sát tên là kira và cô đang muốn tạo dựng mối quan hệ với nhà kanagi Ayano thắc mắc về việc cô và Kazuma đi chung lần trước Kira cho rằng cô gặp Kazuma bàn chuyện công việc hay chuyện riêng thì cũng làm gì liên quan đến cô người nhà Kanagi lúc này đã tiếp cận nơi trú ẩn của Misao nhưng cô đã tự mình đi ra ngoài và cho rằng họ khôn hồn thì trở về vì ngoài Kazuma ra thì không ai có thể thắng được cô cô chỉ để tâm đến mỗi Kazuma và Ayano nghe vậy thì Ayano đã chạy đi mà không để tâm tới mọi thứ gì khác cô sau đó gặp kazuma giữa đường và cản cậu lại để ngăn không cho cậu đến phá dối người khác cậu đã chặn đòn và đỡ lấy cô và đưa cô về mặt đất còn bản thân lại tiếp tục đi tiếp nhưng cô không để cậu đi và lấy gen ra để cản cậu cô sẽ không để cậu đi đến khi những người bên kia xử lý xong misao nhưng kazuma đến là để cản misao xử lý những người kia và đã quá muộn khi nhóm kazuma sau đó đến nơi thì những người khác đã chết misao không xem những người này là gia đình cô chỉ có duy nhất người anh trai là gia đình và kazuma đã lấy đi gia đình của cô cô sau đó bắn những quả cầu quỷ khí vào kazuma thì bị cậu chặn lại hết tên đã cho misao sức mạnh giờ mới ra mặt và hắn cho biết misao đã làm rất tốt trong việc dụ kazuma bởi đây mới là mục tiêu hắn ta nhắm đến hắn đã nói dối misao hắn chỉ lấy điều cô đang khao khát nhất ra để lừa cô và thao túng tâm lý của cô misao đã ngu ngốc là theo và sát hại cả trăm người vô tội lẫn người thân của mình misao đã bị sốc tâm lý mà ngất đi gen và aiano cố đến cứu misao thì bị một bức tường chặn lại kazuma cho biết đấy là oán khí từ hàng trăm linh hồn mà misao đã hấp thụ và giờ tên kia sẽ hút hết những oán khí đó để mạnh hơn và tiêu diệt kazuma hắn tự lấy danh nghĩa của các vị tinh tú để làm điều đó chính nhờ câu nói vừa rồi mà kazuma nhận ra hắn là người của kẻ mà cậu hận nhất kazuma thể sẽ cho hắn xuống địa ngục để đoàn tụ sới sư phụ của hắn tên kia vẫn đắc ý vì hắn giờ có thể triệu hồi ra một con rồng từ đống chất nhầy kia Hắn còn đe dọa rằng nếu cậu tấn công con rồng thì Misao cũng sẽ bị tương tự. Kazuma muốn Ayano dùng lừa đặc chế để đốt mỗi lớp vỏ rồng và tránh tổn hại đến Misao, nhưng Ayano lại chưa lĩnh hội được sức mạnh ấy khiến Kazuma thấy vô vọng, dù vậy thì cậu vẫn phải cứu cho được Misao. Ayano có vẻ lên cơn ghen nên đã thiếu suy nghĩ mà lao vào để rồi suýt bị tóm nên Kazuma không trợ giúp kịp, Gen đã thổi bay mấy cái xúc tu bám theo và giúp Kazuma né đi an toàn. Ayano ra vẻ hơn dỗi các thứ nhưng Kazuma không hề muốn ai phải chết, cậu muốn cứu tất cả mọi người có thể. Nếu cô không còn ý kiến gì nữa thì tiếp tục chiến đấu, nhưng Ayano phát hiện Kazuma đã bị thương vì cứu mình nên muốn cùng Gen câu giờ để Kazuma hồi phục. Cậu chịu nghe theo và yêu cầu cả hai câu cho mình đúng 5 phút, cả hai đã câu đủ thời gian để Kazuma mượn năng lực từ thần gió. Cậu đã truyền năng lượng cho Ayano để biến ngọn lửa của cô thành lửa xanh và thiêu dụi lớp vỏ rồng và cả tên ở trong đó hắn nhân thấy kazuma và không thể tin được cậu là đại diện của thần misao sau đó cũng đã được cứu cô muốn bản thân chết đi vì đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm nhưng kazuma cho rằng cô đang trốn tránh hiện thực và cách duy nhất để cô chuộc lỗi là phải sống và bù đắp lại lỗi lầm đầu tiên là với cậu nên cô có thể trả bằng cơ thể cũng được ayano nổi đoá lên và đòi thiêu sống kazuma một thời gian sau misao đã quyết định lên chùa đi tu cô đã có một chuyến đi dạo với kazuma cô muốn biết sao kazuma lại cứu mình thì cậu cho biết lúc nhỏ cậu đã từng bị người trong chính gia tộc ăn hiếp và chính cô là người đã đứng ra bảo vệ cậu cả hai sau đó đã về lại đền và kazuma hứa sẽ còn gặp lại vì cô vẫn chưa trả nợ cho cậu vài ngày sau ayano đã được cha giao cho một nhiệm vụ rằng gần đây ở chính ngôi trường mà ayano đang học có xảy ra vài hiện tượng kỳ lạ nên hiệu trưởng đã thuê ông điều tra vì là trường của ayano nên ông tin ayano sẽ thích hợp với việc này Ông cũng cho một vệ sĩ đi theo cô và không ai khác chính là Kazuma. Cô không đồng ý để Kazuma đi theo nên cha đã cho cô chọn. Một là Kazuma, hai là ông sẽ nhờ đến bên cảnh sát và cụ thể là Kira. Ayano sợ sẽ ăn cơm cho nếu để Kira tham gia vào nên đành chấp nhận Kazuma. Cả hai đêm đó đã đến trường. Ayano muốn biết sao Kazuma lại nhận nhiệm vụ kiểu này thì cậu cho biết là vì tiền công cao. Cả hai đã vào trường và Ayano thấy không có gì bất thường. Kazuma chỉ làm vệ sĩ nên vụ việc ở đây cô phải tự giải quyết lấy. Có tiếng động nên Ayano định phóng cầu lừa thì bị Kazuma gạt chân vì thứ gây ra tiếng động chính là hai cô bạn của Ayano. Hai cô bạn này biết được mọi bí mật của trường nên chuyện ở đây có ma cũng chẳng có gì lạ. Ayano muốn cả hai ra về nhưng họ cố chấp ở lại nên cô đành phải dẫn họ theo. Đang đi trong hành lang thì cô bạn tóc vàng cho biết trường có sáu thứ kinh dị được lưu truyền lâu nay. Đáng để ý nhất là việc cây anh đào sau trường đã mấy năm chưa nở hoa đột nhiên kazuma cảm thấy gì đó cậu ném đi một luồng gió và nó ngay lập tức trở lại một linh hồn cũng bay theo sau đó kazuma không thể bắt kịp và khả năng truy vết của cậu cũng không tìm ra nhưng đấy chỉ là cái cớ kazuma bịa ra cậu cố tìm cách trêu chọc ayano khiến cô đỏ cả mặt kazuma cũng cảnh báo là linh hồn ấy đang ở phía sau cô ayano đã giật mình nên bị linh hồn kia đập đầu ngất đi cô nhanh chóng tỉnh lại và linh hồn kia bảo họ hãy tránh xa nơi này nếu không muốn ân hận linh hồn kia lại biến mất Ayano muốn Kazuma nói thẳng ra vị trí của linh hồn kia vì cô biết Kazumo dò được. Trong lúc đó, Gen đã hỏi cha Ayano rằng cả hai anh chị đã đi đâu thì được cho biết là đang ở trường. Gen thực sự muốn cả hai hiểu nhau hơn vì lúc nào gặp nhau cũng như chó với mèo, quay lại bên kia. Càng tiến vào sâu hơn thì họ càng bị linh hồn kia cấm cản nhiều hơn. Nó thổi gió đẩy họ đi, Ayano đuổi theo thì bị ném một rẻ vào mặt. Ayano nghi ngờ Kazuma dở trò nhưng cậu tỏ ra không quan tâm khiến cô không dám chắc chắn. Cả nhóm Ayano liên tục bị tai họa ập đến trong khi Kazuma chẳng hề bị gì. Ba cô gái đã phải ngồi lại để sưởi ấm do vừa bị nước xịt lên người. Kazuma đã cảm nhận được xuất phát của cơn gió đều đến từ sân sau nên cả nhóm đã kéo nhau ra xem thử. Ayano lại bị xô úp lên đầu khiến cô tức giận và bắn lửa liên tục. Kazuma muốn cô bình tĩnh nhưng Ayano đã khóc vì bị trêu chọc quá mức kazuma đã tóm linh hồn kia lại và giờ họ mới nhận ra đây là một tiểu tiên chứ không phải linh hồn mọi người nhận thấy tiên nữ này và ayano có tính trẻ con rất giống nhau để khiến ayano đỡ giận thì kazuma đã hứa sẽ đãi cô ăn khi xong việc cậu sau đó hỏi cô tiên làm gì ở đây cô cho biết bản thân đang biến giấc mơ của người ông quá cố thành sự thật và đó là giúp cây anh đào này nở hoa một lần nữa các cô tiên nấp ở cây đã cùng nhau tạo nên một vòng năng lượng và giúp cây anh đào nở hoa xong việc thì họ cũng bỏ đi nhưng khi các tiên nữ rời đi và cả nhóm Kazuma ra về thì cậu mới cho cô biết các tiên nữ chỉ lấy điều ban nãy như cái cớ chứ tiên nữ chỉ muốn chọc tức con người để mua vui cho bản tính nghịch ngợm của họ. Azan cay cú và muốn đám tiên nữ quay lại đây để cô tính sổ, cả bọn thì được một phen cười vì đúng là Ayano thật trẻ con. Gen hiện tại đang có một cuộc đời học sinh khá là suôn sẻ khi hòa đồng và rất được bạn bè yêu quý. Nhưng Gen chẳng hiểu tại sao bản thân không hề mạnh mẽ hay bản lĩnh mà lại có được người yêu. Gen cho rằng hình mẫu đàn ông lý tưởng để các cô gái theo đuổi là phải như Kazuma. Trong lúc đó, Kazuma và Ayano đang làm nhiệm vụ giết quỷ. Trời khá lạnh nên Kazuma phải mặc áo khoác và quàng khăn đầy đủ trong khi Ayano thì đã có sức mạnh từ lửa sưởi ấm. Ayano bất bẻ vì Kazuma chẳng làm gì mà vẫn được trả tiền. Ayano thấy đói nên bắt Kazuma khao mình đi ăn vì đằng nào cậu cũng chẳng tiêu xài gì mấy. Kazuma đã chiều cô em họ, còn trong lúc đó, gen sau khi đi chơi với bạn về thì vô tình nghe được một giọng hát gen đã bị cuốn hút và đi theo gen theo giọng hát đến một sân chơi và thấy một cô gái đứng hát trên giàn giáo gen bị say đắm đến nỗi phải chính cô gái kia gọi thì cậu mới giật mình trở về thực tại cô gái đã nhờ thỉnh cầu liệu gen có thể chơi với mình hay không gen đã đồng ý và còn đưa cả áo cho cô gái kia mặc vì trời đang khá lạnh trong lúc đó ayano đang tỏ ra khôn lỏi khi chỉ gọi những món đắt tiền vì cô đang có người bao Đột nhiên Kazuma thấy tiên nữ lần trước lại xuất hiện nên cậu đã rời đi và bảo Ayano cứ ăn như thường vì cậu sẽ thanh toán đầy đủ, cậu xuống dưới một con hẻm và gặp lại cô tiên lần trước. Cô giới thiệu bản thân là Tiana và cần Kazuma giúp tìm lại bảo vật cho trưởng tộc tiên, như thường lệ. Kazuma yêu cầu một cái giá, nhưng Tiana vốn chỉ định đến nhiều và Kazuma vì cậu đã ký khế ước với thần gió và những tiểu tiên lại là một phần linh hồn của gió. Kazuma không quan tâm điều đó vì cậu lập khế ước chứ không có nghĩa vụ là phải làm mọi thứ cho ông thần đó nên đưa tiền ra thì làm không thì mời về cho tiana đã đành để cậu nhận vàng từ vùng đất của tiểu tiên nhưng cậu đòi một nửa tổng số vàng trong lúc đó gen và cô gái kia đã chơi vui vẻ với nhau được một lúc gen biết được tên cô là azumi nhưng đột nhiên có một đám mặc đồ đen chạy đến họ đẩy ngã gen và khống chế lấy azumi gen đã vùng lên để cứu lấy azumi nhưng mấy người kia đã rút súng ra đe dọa cậu Gen đã dùng hỏa thuật để làm hỏng súng và cho chúng biết bản thân là người nhà Kanagi. Nhưng mấy người kia lại là người của gia tộc đồng minh với nhà Kanagi và nếu Gen làm ẩu thì sẽ gây ra chiến tranh giữa hai gia tộc. Dù vậy thì Gen vẫn một mực chống trả để bảo vệ lấy Azumi nên chúng đã quyết định rút lui. Azumi nghe việc Gen là người nhà Kanagi thì đã nhờ Gen giúp mình thêm một việc. Còn trưởng tộc lúc này cũng đã nghe tin và thông báo lại cho Ayano. Ông đang điều động người đi tìm Gen vì gia tộc kia đã thông báo là sẽ giết Gen vì cậu đã trộm người của chúng. Kazuma lúc này lại không liên lạc được vì cậu đang cùng Tiana đi tìm bảo vật. Kazuma nhanh chóng dò được bảo vật này đã bị chính gia tộc đang săn đuổi gen trộm đi. Cậu vốn đã chẳng ưa cái gia tộc đó nên lần này có cơ hội cậu sẽ giết thẳng tay. Kazuma và Tiana đã nhanh chóng đến được dinh thự của gia tộc kia. Cậu đã tìm kiếm thử xem bảo vật ở đâu nhưng kỳ lạ là nó không có ở đây. Tiana hoảng loạn nên Kazuma đã để cô nghe thử và nhận thấy người trong kia cũng gặp rắc rối khi để mất bảo vật kia. Trong lúc chúng đã dối dăm thì Kazuma giật mình khi nghe thấy cái tên Kureha. Bọn chúng đang lên kế hoạch gì đó và đòi hỏi là phải bắt Azumi về đây. Kazuma ngay lập tức hiểu ra rằng gia tộc này đã đảm nhiệm việc trông coi núi Phú Sĩ. Cứ 30 năm họ sẽ lại phải làm nghi lễ hiến tế để ngăn núi phun trào. Đang giải thích thì bằng cách nào đó, Kureha đã phát hiện được Kazuma và kéo cậu xuống. Kazuma đã tiếp đất rất ngầu ngòi và chặn được đòn từ Kureha. Cậu đã dùng Tiana làm cái cớ để tấn công chúng vào tối mai và rời đi kazuma sẽ không đi tìm bảo vật nữa mà để chúng tự tìm rồi cậu sẽ đoạt lại trong lúc đó gen đã đưa azumi đến ga tàu vì cô nói bản thân muốn được nhìn thấy biển một lần cuối cả hai đã lên tàu còn kazuma và tiana vẫn đang ngồi chờ tiana bắt đầu tỏ ra chán vì cứ chẳng làm gì và kazuma cũng chẳng chịu nói chuyện với cô quay lại với gen đôi trẻ lúc này đã lên tàu và cũng đã đến gần hơn với biển azumi cho biết sau chuyện này cô sẽ trở về gia tộc vì đó là nơi cô thuộc về Gen muốn mời cô đến nhà Kanagi vì như vậy cậu và gia tộc sẽ có thể bảo vệ được cho Azumi, nhưng cô đã nói ra thân phận thật cho Gen biết rằng bản thân là một thành viên trong gia tộc và đồng thời sẽ là vật tế cho lễ ở núi Phú Sĩ lần này, Kazuma đã cho ta biết. Vào vài trăm năm trước, núi Phú Sĩ từng phun trào và sản sinh ra một con quái vật. Con quái này sẽ khiến sự phun trào còn dữ dội hơn nên gia tộc kia đã khế ước với thần đất để phong ấn con quái lại nhưng sức mạnh của nó vượt quá phong ấn nên cứ mỗi 30 năm họ sẽ lại phải phong ấn lại một lần để gia cố, và mỗi lần làm lễ thì sẽ có một người phải ra đi. Kazuma cho rằng cái việc tế lễ này thật là ngu ngốc, quay lại với Gen. Cậu phản đối việc Azumi phải là vật tế, nhưng cô đã tự chọn lấy điều này vì cô cho rằng cái chết của cô sẽ đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Và vì trước đây cô không hề có ký ức rõ ràng nên cô muốn lấy biển làm ký ức duy nhất mà bản thân có thể ghi nhớ nghe vậy nhưng gen vẫn quyết tâm sẽ cứu azumi và tìm ra cách để cô không phải hy sinh cả hai sau đó đã đến biển azumi rất vui vì được chứng kiến cảnh đẹp này gen cho biết sẽ còn đẹp hơn vào ba ngày cậu sau đó cũng làm ra một mặt trời nhỏ để phần nào mô phỏng lại cho azumi xem cô rất xúc động vì có thể có được những ký ức quý giá đúng lúc thì chị gái của azumi và vệ sĩ của cô ta đến để đưa azumi đi gen đã buộc phải giao lại azumi nhưng khi cô vừa về bên kia thì đã ngay lập tức bị đánh đập khiến Gen không chịu được mà đánh trả. Nhưng vì ở trên đất cá nên thủ thuật của đối phương hoàn toàn có lợi hơn Gen. Gen đã đứng tạm lên một khúc cây để nghĩ cách. Và cậu nhóc đã nghĩ ra được cách nung nóng các thánh đá dung nham. Nhờ vậy mà Gen cũng có thể điều khiển được cả dung nham. Vì các không đủ chắc để cản được dung nham nên Gen đã giành chiến thắng. Nhưng tay vệ sĩ vẫn chưa bỏ cuộc. Trưởng nữ của gia tộc kia đã cho Gen biết thực chất Azumi chỉ là bản sao của cô ta. Azumi được tạo chỉ để thay thế cô ta làm vật tế và dù có muốn hay không thì Azumi cũng chỉ còn sống được thêm một tháng nữa gen hoàn toàn gục ngã khi nghe được sự thật ayano giờ mới đến nơi cô đã chạy đến chỗ gen còn hai người kia đã nhờ kira chuyển lời đến cho trưởng tộc kanagi rằng họ đã lấy lại thứ họ muốn nên sẽ không can dự vào việc của kanagi nữa kazuma đã ngủ quên và giật mình thức dậy khi những người kia trở về cậu đã nhận ra rằng bảo vật kia đang ở trong người Azumi và cậu dự định sẽ cướp lấy bảo vật trước khi buổi lễ xảy ra để xem chúng tuyệt vọng như thế nào tối đó anh vệ sĩ không thấy cô chủ về phòng nên sáng hôm sau đã đến chất vấn kureha cô đã đưa anh ta đến nơi làm lễ cô chủ của anh đang bị đưa vào một khối pha lê để truyền sức mạnh qua cho azumi cô ta khích lệ anh rằng cô chủ sẽ không chết nhưng nếu buổi lễ bị phá hỏng thì sẽ có chuyện xảy ra kureha đã tình nguyện trao sức mạnh cho anh vệ sĩ để anh ngăn chặn việc kazuma sẽ can thiệp vào buổi lễ sáng hôm sau Ayano đã đến gặp cha thì ông đã khuyên cô đừng nên can thiệp vào chuyện nội bộ của gia tộc kia Ayano cũng rất hiểu chuyện nên sẽ không động chạm đến họ trong lúc đó kureha đã đến gặp cha mình chính cô ta đã phong ấn cha mình vào một bức tượng đất và cô ta ngay từ đầu đã không hề có ý định làm lễ phong ấn mà muốn hấp thụ sức mạnh cho riêng mình và khiến cả gia tộc sụp đổ còn gen lúc này đang buồn thiêu thì Ayano đã đến động viên cậu nói không nghe nên cô đã đẩy gen xuống nước cô đã nghe chuyện xảy ra và gen đã chẳng thể làm gì để giúp azumi ayano cho rằng gen không cần lý do để cứu bạn bè chỉ cần muốn hay không là đủ gen đã hạ quyết tâm là sẽ đi gặp lại azumi nhưng là chỉ để xin lỗi vì đã không giúp cô được đến nơi đến trốn ayano cũng đi theo để đảm bảo chuyện không quá to azumi và kureha lúc này đang chuẩn bị để làm lễ thì nghe tin ayano và gen đã xông vào cả hai vốn không định dùng bạo lực nhưng vì địch tấn công trước nên cả hai mới phải tự vệ cả hai bị chặn lại bởi một con người đá. Gen đã nhanh chóng bị bắt khi đang cố vượt qua con người đá. Cậu nhận ra đây chính là gã vệ sĩ lần trước. Ayano cố cứu Gen nhưng lửa và kiếm của cô không thể xuyên được lớp đá dày ấy. Gen đã cố thuyết phục anh vệ sĩ rằng anh không cần thiết phải hy sinh để bày tỏ sự quan tâm của mình đến ai đó vì làm vậy thì người nhận được sự quan tâm cũng sẽ rát buồn. Nhưng anh tay không thèm quan tâm, Gen sắp bị bóp nát thì Kazuma đã đến đây cứu cậu nhóc. Kazuma nhắc cả hai để ý vì anh vệ sĩ vẫn chưa chết mà có thể tự hồi phục. Kazuma phát ngán với chân lý để được bảo vệ thì cần có sự hy sinh nên quyết sẽ ngăn chuyện này lại bằng mọi giá. Anh vệ sĩ sau khi hồi tưởng về cô chủ thì đã có động lực để đứng dậy đấu tiếp. Gen đã đứng ra chiến đấu và cậu nhóc đã lĩnh hội được bí kỹ trong gia tộc. Gen có thể đốt đi phần đá bên ngoài và không hề làm tổn hại đến thân xác của anh vệ sĩ từ bên trong. Gen giờ đã xác định được kẻ thù thật sự mà bản thân cần đánh bại chính là con quái thú trong núi kia. Đúng lúc này thì Kureha lộ diện. Kazuma nhận ra cô ta đã lấy sức mạnh từ chính con quái thú kia, Kazuma đã để Gen bay vào trong chỗ Azumi trước còn bản thân và Ayano sẽ ở lại đây một lúc. Gen được đưa thẳng đến chỗ cột pha lê, cậu tuyên bố sẽ hạ gục con quái trong núi lửa và mang đến cái hết có hậu cho tất cả mọi người. Hai tên canh gác đã quá sợ mà chạy đi, cậu muốn Azumi tin tưởng ở mình và Kazuma, dù cô không sống được lâu nữa thì Gen vẫn muốn tạo cho cô thêm nhiều ký ức quý giá vừa nói xong thì kazuma cũng vào đây cậu lại để ayano làm mồi như cầm chân địch cậu muốn gen chắc chắn về quyết định của bản thân và gen đã sẵn sàng nên cả hai bắt đầu nhiệm vụ giết quái thú trước khi đi gen muốn kazuma cứu luôn cả cô chị trong khối pha lê kazuma đã làm theo cậu cứu được người nhưng cũng khiến hang động sap sập xuống cậu đã dùng gió để đưa tất cả lên mặt đất an toàn cậu nhanh chóng tìm vị trí của ayano giữa đường thì vô tình gặp được trưởng tộc của nhà này Ông ta xin họ hãy cản Kureha lại rồi vỡ vụn. Kazuma đã trở lại hội nhóm với Ayano. Cậu muốn Kureha thôi giả tạo được rồi vì cô ta chỉ muốn chiếm đoạt sức mạnh từ con quái và nghi lễ phong ấn là một trong những cách để thực hiện điều đó. Nhưng Kazuma nhận ra một điều, rằng anh vệ sĩ khi nhận sức mạnh từ con quái thì cũng đã bị biến thành người đá. Nhưng Kureha lại không bị ảnh hưởng gì, cậu suy ra được con quái hẳn đã cho cô ta một phần sức mạnh từ lúc cô ta mới được sinh ra. Nó đã thao túng cô ta thực hiện nghi lễ này và nó có thể nhân cơ hội đó mà thoát ra. Kureha không chấp nhận hiện thực về việc cú ốc sống của bản thân từ lâu đã bị chi phối. Kureha có đề cập đến vị trí của con quái khiến Kazuma nhận ra ban nãy bản thân đã vô tình tạo cơ hội cho nó thoát ra. Vì con quái được phong ấn gần nơi đặt cột pha lê và cậu đã khoan một lỗ từ dưới đây để lên trên này. Và thế là Kazuma đã vô tình khiến con quái tỉnh giấc sớm hơn dự kiến. Con quái đã chui lên và thu hồi lại sức mạnh mà nó đã ban cho Kureha. Nhóm Kazuha buộc phải tiến lên để ngăn chặn con quái, nhưng đòn tấn công của cả hai gần như không ảnh hưởng đến nó. Kureha đã tỉnh lại và điên cuồng tấn công con quái nhằm đòi lại cuộc sống mà bản thân đã bị phí phạm vì nó, nhưng cô ta chẳng thể làm được gì nhiều và rồi để bị con quái nhổ chết. Kazuma chỉ còn một cách là cậu sẽ mượn sức mạnh từ thần gió, nhưng giới hạn sử dụng chỉ có 5 phút nên cậu cần tìm cách nào đó để làm con quái suy yếu đi. Azumi nhìn Gen đang cố gắng vì mình thì đã hạ quyết tâm Cô đã chọn thực hiện nghi lễ để làm con quái yếu đi. Kazuma muốn em trai tôn trọng quyết định của Azumi và không được để phí cơ hội này. Kazuma đã kích hoạt sức mạnh và hất con quái bay lên trời, Ayano đã chém một đường trên mai của nó và Gem đã chịu trách nhiệm đục một lỗ để Kazuma dứt điểm. Con quái đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Gem sau đó đã chạy đến chỗ Azumi, Kazuma muốn Ayano cứ ở lại đây. Cậu cho biết Azumi đã chắc chắn phải chết vì bảo vật mà Tiểu Tiên bị đánh cắp là thứ giúp Azumi có thể tăng trưởng được 12 tuổi trong vòng một tháng. Thế nên có làm gì thì cũng chẳng thay đổi được sự thật, nhưng cũng phải nhìn vào mặt tích cực là nhờ Azumi mà họ đều còn sống. Gen và Azumi đã trao nhau những lời cuối. Ayum muốn Gen không cần thương hại mình vì cậu đã cho cô đủ hạnh phúc khi còn sống. Cô không hề hối hận về quyết định này vậy nên cô rất tự hào khi bản thân đã được sống. Chị gái cô cũng chịu đứng ra nói lời xin lỗi với Azumi khiến cô cũng vui hơn phần nào. Azumi cũng đã bắt đầu tan rã thành cát bụi nên cô đã mong được nhìn thấy nụ cười của Gen, cậu nhóc đã cố cười lên và nghe được lời gì đó từ Azumi. Đó cũng là lời cuối trước khi cô biến mất, Kazuma muốn em trai cứ khóc cho hết chứ đừng giữ trong lòng. Sáng hôm sau, Gen thấy thất vọng khi chưa thể cho Azumi thấy thêm nhiều điều tuyệt vời khác trên đời. Kazuma muốn Zen biết rằng cậu đã biến một bản sao vốn chỉ phục vụ cho việc hiến tế trở thành một con người có cảm xúc, và như vậy đã là quá đủ. Vài ngày sau, ba anh em nhà Kazuma đã chuẩn bị đồ vì cả ba sẽ đến một công viên giải trí. Kazuma trước đây chưa từng có thời gian để đến công viên giải trí do toàn phải luyện tập đến bận tối mặt. Ở công viên lúc này thì đã có vài nhân vật khác xuất hiện. Nhóm Kazuma vừa đến đây thì quyết định xem thử nơi đây có ma quỷ gì hay không. Đột nhiên Gen gặp được hai đứa bạn cùng lớp nên cả hai đã rủ Gen đi chơi cùng. Kazuma đã để Gen đi chơi với bạn vì có vẻ hai người kia không phải một cặp nên Gen không cần lo là sẽ chen ngang cả hai. Kazuma sau đó bị Ayano hỏi về việc để Gen đi riêng có ổn không thì cậu cho rằng bản thân không cần Ayano đi chung nên cô thích tách ra đi lẻ thì cậu cũng không ý kiến. Vốn dĩ cả hai đến đây là để điều tra và nếu không có việc gì bất thường thì có thể vui chơi. Trưởng tộc đã nhờ cậu tranh thủ tập luyện cho Ayano mạnh lên và ông sẽ trả thêm thủ lao. Nhưng Ayano có vẻ không thích việc đi chung với Kazumi nên cậu mới kéo cả Gen đi theo. Gen lúc này ngồi cùng cô bạn và được cô mang bánh ra mời. Cô bạn này có vẻ thích Gen nhưng cậu bạn của Gen chính là chốt cản cả hai đến với nhau. Còn Ayano lúc này đã mang nước đến cho Kazuma sau khi kiểm tra một vòng công viên. Cả hai nhận thấy ma thì không tìm được con nào nhưng Kazuma lại phát hiện ra một tên biến thái giả làm lao công ở nhà vệ sinh nữ. Thế là Ayano ngay lập tức lao đến đánh cho tên đó một trận ra bã và phía sau thì lại có hai tên lưu manh đang trêu chọc gái nhà lành. Ayano lại ngay lập tức lao đến đạp cho hai tên đó thừa sống thiếu chết luôn một thể. Kazuma thì đã tranh thủ kiểm tra bằng chứng và và phát hiện ra rất nhiều thứ hay ho vì Ayano ra tay quá nặng cho nên Kazuma đã gọi điện để nhờ Kira đến tiếp nhận ba thành phần biến thái này. Chứ nếu để cảnh sát khác làm việc thì chắc Ayano cũng sẽ bị bé lên phường vì tội hành hung. Trong lúc này, ở một bụi cỏ gần đó có hai người bí ẩn đang lén lút quan sát tất cả. Sau đó hai người này tiếp tục đi cùng Ayano và Kazuma trên một chuyến xe của công viên. Cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn từ hai người này nên Ayano định đuổi theo thì bất ngờ bị Kazuma ngăn lại. Tiếp đó Kazuma không nói năng gì mà liền đi đến và chui vào một cabin của vòng đu quay khổng lồ khiến cho Ayano cũng phải vào theo. Ban đầu Ayano cũng không hiểu Kazuma vào đây để làm gì. Thế nhưng theo vòng đu quay lên cao thì cô đã bị thu hút bởi một khung cảnh hoàng hôn vô cùng đẹp đẽ. Chứng kiến biểu hiện thích thú của Ayano thì Kazuma bất chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng. Sau khi mặt trời lặn hẳn thì tất cả đèn trong công viên đều được bật sáng. Gen cùng hai người bạn của mình đang ngắm nhìn những hiệu ứng lấp lánh thì bất chợt nhìn thấy một hình ảnh gợi nhớ đến cái đêm ở bờ biển khiến Gen không kìm được mà bật khóc. Đúng lúc này cô bạn tiến đến nắm lấy tay Gen rồi sau đó nói rằng cô biết Gen đang gặp phải chuyện buồn gì đó và rất muốn lắng nghe tâm sự của Gen. Thế nhưng giây phút lãng mạn của cả hai nhanh chóng bị phá ngang bởi cậu bạn đi cung khiến cho cô gái vô cùng giận dữ mà liền ra tay đập cho cậu ta một trận. Nhìn thấy cảnh này nên Zen bật cười và cảm thấy thật sự rất vui khi có những người bạn tốt luôn ở bên cạnh mình. Một lúc sau thì mọi người đã tập hợp để chuẩn bị ra về. Hai người bí ẩn lúc trước cũng đã lộ diện chính là hai cô bạn của Ayano. Kazuma đã nhận ra hai người này sau khi xem đoạn băng trong máy quay của tên quay lén nên lúc trước đó đã ra tay ngăn cản khi Ayano muốn bắt bọn họ. Hơn nữa cậu cũng đã đoán ra tất cả chuyện hôm nay đều là do trưởng tộc dàn xếp để cho họ đi chơi chứ chẳng có ma cỏ gì ở đây cả. Kazuma đã hỏi thử gen và xác nhận lại việc này. Trưởng tộc thì lúc này vẫn đang thành thơi ngồi uống trà và hy vọng rằng tối nay đám trẻ sẽ không quay về nhà. Còn với Kira, sau khi gặp mặt Kazuma và Ayano thì cô đã không trở về sở cảnh sát mà lại đến bệnh viện thăm cha của Kazuma. Cô có vẻ khá ngại ngùng khi đứng trước mặt ông già của Kazuma và nhìn thái độ này khả năng cao là cô muốn là mẹ kế của anh Men vài ngày sau ayano có một buổi hẹn ăn tối cùng kazuma cho nên cả ngày hôm đó ayano chỉ biết cười mơ mộng và mong chờ đến thời khắc đó khác với lần trước tối hôm nay ayano đã chọn cho mình một bộ váy nhìn rất nữ tính và sang chảnh còn kazuma cũng xuất hiện với dáng vẻ của một soái ca tổng tài chứ không còn dáng bộ phèn phèn như mọi khi tại nhà kanagi trưởng tộc đang cảm thấy bất mãn vì sự thiếu dứt khoát của ayano và kazuma trong chuyến đi công việc lần trước dù đã được ông tạo cho mọi điều kiện thuận lợi đồng thời ông cũng hy vọng tối nay hai người sẽ phạm phải vài sai lầm tuổi trẻ để ông ta không phải thất vọng nữa đúng là người cha thoáng nhất trái đất thế nhưng có vẻ như bữa tối của kazuma và ayano sẽ không diễn ra yên bình như ông mong muốn kazuma không chỉ cảm nhận được trong nhà hàng này có dấu vết của quỷ mà còn trùng hợp gặp ngay một băng cướp có cái tên cực đần là những con chó lải nhải trong lúc cả hai người chuẩn bị ra tay thì bất ngờ đã có một cô gái ngoại quốc xuất hiện và thổi bay bọn cướp bằng cách sử dụng một con rồng phun lửa kazuma nhận ra cô gái này đang sử dụng một loại phép thuật được gọi là linh hồn siêu thú giống với Aino. cô gái tóc vàng cũng là hỏa pháp sư thế những cách cô ta thi triển phép thuật lại biến hóa rất nhiều linh hồn lửa để tạo ra các siêu thú chiến đấu cô ta tự giới thiệu tên bản thân là catherine và đến từ nhà mcdonald một gia tộc sử dụng hỏa thuật nổi tiếng ở mỹ chắc là có dùng cả rửa để bán gà rán và đồ ăn nhanh và mục đích lần này đến nhật bản là để ép nhà kanagi phải nhường lại danh hiệu gia tộc sử dụng hỏa thuật mạnh nhất đồng thời phải do gia thanh bảo kiếm của ayano để làm minh chứng cho điều này nghe thấy thì kazuma đã biết sẽ có một trận chiến thú vị chuẩn bị sắp được diễn ra bắt đầu trận đấu catherine đã triệu hồi ra một siêu thú cao cấp có hình dáng giống một vị thần hy lạp còn ayano thì vẫn cầm trong tay thanh kiếm gỗ như thường lệ ban đầu do chưa quen với kiểu di chuyển kỳ lạ của đối phương nên ayano đã bị nó áp chế trong một thời gian ngắn nhưng sau đó với sự mạnh mẽ của ayano thì cô đã nhanh chóng chém con siêu thú này ra làm hai và nghĩ chắc chắn chiến thắng đã thuộc về bản thân tuy nhiên do được cấu tạo từ rất nhiều linh hồn lửa nên siêu thú đã nhanh chóng tái tạo lại cơ thể sau nhát chém của ayano thấy hơi khó nên cô đã quyết định hỏi ý kiến kazuma nhưng chẳng biết kazuma đã biến đi từ lúc nào trưởng tộc lúc này cũng đã nhận được tin báo từ kira về chuyện ayano đang đọ sức với một pháp sư khác tại nhà hàng kazuma thì đang đứng đối diện với con yêu ma mà cậu đã phát hiện ra lúc trước thế nhưng khi cậu còn chưa kịp làm gì nó thì nó đã bị ayano vô tình vung kiếm chém chết vậy là kazuma cũng chỉ còn biết chắp tay cầu siêu cho nó thế rồi dưới sự gợi ý của kazuma ayano đã biết bản thân cần phải làm gì để chiến thắng trước đó cô thu thanh kiếm của mình lại rồi sử dụng ma pháp của để phân giã các linh hồn lửa cấu tạo nên siêu thú làm nó tan biến nhưng việc này đã dẫn đến một vụ nổ vô cùng lớn khiến tầng mái của tòa nhà gần như sắp sụp đổ không chỉ bởi kết cấu của các tầng dưới cũng bị ảnh hưởng và cả tòa nhà có nguy cơ trở thành một đống phế tích thấy tình hình khá căng thẳng nên kazuma nhanh chóng bảo ayano dùng thanh kiếm để phá hủy tầng mái nhằm cứu lấy các tầng bên dưới ayano không tự tin rằng mình có thể hoàn thành được việc này nhưng khi kazuma nói là sẽ hỗ trợ thì cô đã ngay lập tức cũng tin vào cậu mà ra tay không rõ sự việc tiếp theo diễn ra thế nào chỉ biết rằng trưởng tộc đang trả lời một cuộc điện thoại và nói gia tộc kanagi sẽ chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí xây dựng lại tòa nhà kia mấy ngày sau kira đã tìm gặp kazuma để nhờ cậu tìm giúp một pháp sư hỏa hệ gần đây thường xuyên tiêu diệt trừ yêu ma ở nơi công cộng và gây náo loạn trong thành phố khi nghe thông tin rằng đó là một cô gái tóc vàng dẫn theo một siêu thú hình người có cánh kazuma đã ngay lập tức đoán được người đó là ai lần trước ở nhà hàng dù đã gặp mặt nhưng dường như catherine không hề để ý đến kazuma và cho rằng cậu chỉ là một tên pháp sư hệ phong yếu đuối nhận thấy catherine càng nói càng mất bình tĩnh nên kira liền chuồn trước và để cho kazuma tự xử lý chuyện này sau khi đến một bãi đất trống thì kazuma chỉ đơn giản là chém gió vài nhát nhanh đến nỗi siêu thú của catherine không kịp tái tạo lại và gọi đó là sự khác biệt về đẳng cấp kazuma cũng khuyên catherine không nên khiêu chiến với ayano vào lúc này bởi vì với cách chiến đấu dựa dẫm hết vào siêu thú thì Aino cần sử dụng khả năng điều khiển lửa để phân tách siêu thú của cô ta giống như lần trước thì Catherine lúc đó chẳng khác nào phế nhân. tuy lời cậu nói rất khó nghe nhưng Catherine không thể không thừa nhận rằng lời Kazuma nói hoàn toàn có lý và hỏi cậu tại sao lại nói những điều này với cô. nghe xong Kazuma mới hối hận vì đã cho cô nhận thông tin miễn phí. nếu bán thông tin đó thì chắc cũng phải được một mớ tiền khi biết kazuma chỉ được gia tộc kanagi thuê để bảo vệ ayano thì catherine đã nảy ra ý định trả tiền để kazuma chỉ bảo cho cô hôm sau khi kazuma nói cậu đang làm huấn luyện viên cho catherine và đưa ra tờ thư thách đấu cho ayano thì không cần nói cũng biết cô tức đến mức nào mấy ngày sau đó ngoài thời gian làm vệ sĩ cho ayano thì kazuma đã huấn luyện và thiết kế cho học viên của mình một bài tập nhắm thẳng vào điểm yếu của ayano đồng thời trong quá trình luyện tập catherine cũng đã bị chinh phục hoàn toàn bởi sự mạnh mẽ và vẻ đẹp trai của kazuma cuối cùng cũng đến ngày diễn ra trận thách đấu catherine vẫn bắt đầu trận đấu với việc triệu hồi siêu thú và nhanh chóng bị ayano phân giải giống như lần trước thế nhưng trong lúc ayano còn đang mỉa mai đối thủ vì không có tiến bộ thì cô lại bất ngờ bị tấn công bởi sáu đống lửa nhỏ đang lơ lửng trên bầu trời đây chính là thứ vũ khí bí mật được gọi là tàn lửa mà catherine đã chuẩn bị dưới sự chỉ đạo của kazuma Tàn lửa có khả năng tấn công liên tục cũng như được phân bố ở các vị trí cách xa nhau và điều này sẽ khắc chế hoàn toàn lối đánh đối kháng dồn hết sức mạnh để hạ gục một mục tiêu của Ayano. Tuy nhiên với tư cách là người thừa kế bảo kiếm thì Ayano cũng không phải là một người yếu đuối. Cô nhanh chóng nhận ra vấn đề và biết bản thân cần có một cái nhìn bao quát để có thể đối phó với tình trạng hiện tại. Tiếp đó Ayano đã nhanh chóng lao lên thổi bay đống tàn lửa để rồi cuối cùng dễ dàng chém ngã Catherine. Chứng kiến cả biểu hiện của Ayano thì Kazuma cũng đã nhẹ nhàng nở một nụ cười hài lòng. Sau lần thất bại này, Catherine đã công nhận thực lực mạnh mẽ của Ayano cũng như gia tộc Kanagi. Nhưng cô ta cũng nói rằng bản thân sẽ ở lại Nhật Bản chứ không về Mỹ như ý định ban đầu vì muốn được ở bên cạnh Kazuma. Trưởng tộc không lâu sau thì vẫn chưa từ bỏ ý đồ mai mối của mình nên đã nhờ hai cô bạn của Ayano giả vờ chúng thưởng một chuyến du lịch suối nước nóng và sau đó rủ Ayano và Kazuma đi cùng ông nghĩ với một nơi như suối nước nóng thì hai người này chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ và sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra đang nghĩ đến tương lai tươi sáng của gia tộc thì ông cho rằng bản thân cần phải thông báo chuyện này cho cha của kazuma và rồi sau khi biết được ông em họ cũng đang nghỉ dưỡng ở cùng một chỗ với đám người kazuma thì ông liền cảm thấy kế hoạch hoàn mỹ của mình sắp đi tong đến nơi rồi tại khu suối nước nóng trong lúc gen cùng ba cô gái đi trải nghiệm các dịch vụ tuyệt vời của khu spa thì kazuma lại quyết định sẽ thư giãn ở bồn tắm chung thế rồi sau khi cởi đồ và bước vào cậu bất ngờ nhìn thấy catherine cũng đang có mặt ở đây do là người nước ngoài nên catherine không hề biết ý nghĩa của bồn tắm chung vậy nên cô mới đi vào dù bị nhìn thấy thằng nhỏ nhưng kazuma vẫn rất bình tĩnh vì cậu cho rằng đó là điều bình thường nên cũng chẳng thèm để ý còn catherine thì có vẻ đã mê ở một khu khác cha của kazuma cũng đang thư giãn trong dòng nước ấm áp nhưng không phải một mình mà bất ngờ còn có sự xuất hiện của kira ở bên cạnh cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến hai cha con chạm mặt và ngay lập tức đá đều nhau vài câu sau đó thì chuyển sang nói chuyện bằng tay chân làm cho đồ đạc và căn phòng bị tàn phá khi nghe tiếng động thì ayano và gen ở gần đó liền chạy đến xem thử nhưng cũng không dám nhảy vào can ngăn nhưng khi kira xuất hiện và lên tiếng bão ông bố của kazuma đi ăn tối thì cả hai mới chịu dừng lại cô cũng thông báo chuyện bản thân đang hẹn hò với cha của kazuma cho ba người biết chuyện khiến gen và ayano thực sự cảm thấy hơi sốc sau khi ăn no thì kazuma quyết định sẽ đi tắm lại vì lần tắm đầu đã bị cuộc đọ sức với cha làm cho bẩn hết quả nhiên là cha con giống nhau khi ông bố của kazuma cũng có ý nghĩ tương tự sự việc như nào chắc ai cũng rõ nhưng lần này có vẻ là chơi thật khi cả hai người vận dụng cả phép thuật để vào đánh nhau kết quả là kazuma bị đánh văng sang bên khu vực bồn tắm nữ không chịu thua kém cậu cũng lao về trả đòn khiến ông già mình nằm bẹp trên đất nhưng hình ảnh kazuma đưa tay về phía cha sau đó khiến ayano rất xúc động mà nghĩ rằng những cuộc va chạm vừa rồi chỉ là cách để hai người họ hiểu nhau hơn nhưng sự thực chứng minh rằng cô đã nhầm chứng kiến hành động đánh lén đầy thô bỉ của kazuma thì ayano đã không thể nhịn được nữa liền vác kiếm lao lên chém khiến kazuma cũng không hiểu con dở hơi này bị làm sao và khi ayano đang chất vấn kazuma về hành động của mình thì cha cậu lại đột nhiên ra tay đánh tặng cho thằng con một đấm dính tường làm cho ayano cũng cạn lời với hai cha con nhà này đúng là cha nào con ấy đều cạn lời như nhau trong trường của ayano có một thanh niên mập tên là yuzumi thường xuyên rình rập xung quanh các câu lạc bộ thể thao để chụp lén những cô gái sự việc đã phát giác nên thanh niên này đã bị cô bạn của ayano ra chân sút bóng thẳng vào vào mặt thế rồi sau đó các cô gái mới biết yuzumi không chỉ chụp lén bọn họ bên ngoài sân tập mà còn đặt cả camera trong phòng thay đồ của câu lạc bộ vì vậy họ đã quyết định đập cho thanh niên này một trận và báo cáo chuyện này lên nhà trường trong lúc đó ayano và kazuma lại đang bị một tên biểu diễn cho xem một màn diễn thể hình khá đặc sắc từ một thanh niên có quả đầu nấm tóc xanh lá thấy thái độ hờ hững của hai khiến lòng tự trọng của thanh niên này bị tổn thương nên hắn đã lao lên tấn công thì liền bị kazuma ném sang một bên tiếp đó cậu đưa ayano lon cà phê đang uống dở để cô cầm hộ rồi chỉ dùng vài động tác cơ bản là đã có thể làm cho tên kia không thể đứng dậy được nữa về kazuma đòi lại lon cà phê mới biết nó đã bị cô uống hết Điều này khiến cậu rất bức xúc rồi lên tiếng nói rằng người giàu không ai đi uống đồ thừa của người khác hết. Bỏ qua chuyện đó, Kazuma nghĩ bản thân nên gọi điện cho Kira để đem tên đầu nấm này về vì có vẻ như hắn có liên quan gì đó đến một vụ án mà cô cảnh sát này đang điều tra. Gần đây tất cả các nữ sinh trong câu lạc bộ tennis của trường Ayano đều gặp phải những tai nạn nghiêm trọng. Hơn nữa còn có tin đồn cho rằng việc này là do Yuzumi làm ra để trả thù những người đã đánh đập cậu ta hôm trước, bằng cách sử dụng một loại khả năng nguyền rủa nào đó. Khi biết chuyện này thì Ayano và cô bạn tóc vàng đều cảm thấy rất lo lắng cho cô bạn tóc xanh bởi vì cô mới là người mà Yuzumi cam hận nhất. Quả nhiên ngay khi vừa quay trở lại trường thì Yuzumi đã đến tìm cô bạn tóc xanh và thừa nhận chính bản thân là kẻ đã nguyền rủa các thành viên trong đội tennis khiến họ gặp nạn. Đồng thời Yuzumi cũng đe dọa rằng cô sẽ là nạn nhân tiếp theo nếu không đồng ý trở thành nô lệ phục vụ hắn. Tuy nhiên ba cô gái đã có chuẩn bị từ trước. Sau khi dụ Yuzumi thừa nhận hết tội trạng của mình thì cô bạn tóc xanh đã lấy ra cây súng điện và dí hắn bất tỉnh và giao lại cho Kira. Tại văn phòng của trường lúc này, Kira nói cho Ayano và cô bạn biết về chuyện gần đây có rất nhiều người đột nhiên bộc lộ khả năng ma pháp bất thường. Giống như Yuzumi và tên đầu nấm trước đó, cô bạn của Ayano nhớ là vài ngày trước cô có nhận được một email đề cập đến một trận chiến siêu năng lực sẽ càn quét Tokyo nhưng do bức thư có nhắc đến kỹ năng đặc biệt cùng với số lượng đối thủ cần hạ cục để lên cấp nên cô đã nghĩ đó là quảng cáo của một trò chơi nào đó và không để ý đến tiếp đó kira đã lên tiếng nhờ hai cô gái giúp đỡ vụ này vì kazuma cũng sẽ tham gia nếu cần gì thì có thể gọi cho kazuma để hỏi ngay lúc này ta gặp được một cậu lính mới ở sở cảnh sát được kira phân công đi theo kazuma để học hỏi nhưng hiện tại cậu ta đang bị lôi ra làm mồi nhử để kazuma thăm dò sức mạnh của đám pháp sư hàng nhái khi kazuma chịu ra tay xử lý tên kia cùng con chó của hắn thì cậu lính mới cũng đã sợ đến mức cảm thấy hối hận với quyết định trở thành cảnh sát của mình đúng vào lúc này kazuma bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khiến cậu vô cùng sốc mà liền đuổi theo cô gái kia và đã để tên pháp sư hàng nhái vừa hạ được chạy thoát trong lúc đang đi bộ cùng gen và thanh niên kỳ đà cản mũi ở trên phố cô bạn của gen bất ngờ bị một tên trẻ châu ảo tưởng lôi kéo và ép phải đi karaoke cùng cậu ta cô đã dứt khoát từ chối lời mời của thanh niên này trước đó Thế nhưng thanh niên này không chấp nhận mà còn định ra tay với cô làm cho Gen bắt buộc phải cảnh cáo hắn một cách nghiêm túc về chuyện ra tay đánh con gái. Tuy có vẻ khiếp sợ trước ánh mắt của Gen nhưng thanh niên này vẫn lên tiếng đe dọa rằng sẽ gọi ông anh siêu năng lực của thanh niên này đến để dạy dỗ cả ba người một trận. Cứ thoải mái, làm như mỗi mình mày biết gọi anh trai, sau khi ăn uống cùng hai đứa bạn thân. Ayano đang đi bộ trên phố thì nhìn thấy Catherine đang đuổi theo một cô gái lạ mặt nên đã đi theo để xem thử khi biết catherine cũng thuộc bên đội đặc biệt của kiri thì ayano đã hợp sức cùng cô ta để nhanh chóng bắt được nữ pháp sư kia để mang về điều tra ở một nơi khác gen cùng hai người bạn đang bị chặn lại bởi đại ca của tên lúc chiều. khi nhìn thấy hắn có thể tạo ra và cầm trên tay một đống lửa nhỏ hai đứa bạn của gen đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc mà không biết được rằng người đứng bên cạnh họ mới là trùm trong lĩnh vực này ban đầu gen vẫn nghĩ thanh niên này là một hỏa pháp sư bình thường nên đã rất tức giận với hành động tấn công người thường của hắn Thế nhưng sau đó cậu mới phát hiện ra trên người tên này có dấu vết của yêu ma nên đã sử dụng ngọn lửa thanh tẩy để thiêu dụi nó khiến cho thanh niên này mất đi toàn bộ sức mạnh. Chứng kiến sự việc thì hai đứa bạn của Gen đã bất ngờ mà thốt không nên lời sau rồi đó mới chạy đến chỗ Gen và cảm thấy thứ sức mạnh mà Gen vừa thể hiện ra thật sự là quá đỉnh. Tiếp đó những người bị bắt đều đã khai ra rằng họ có được sức mạnh từ một trang web, nó là một kiểu mô phỏng nghi lễ triệu hồi yêu ma để ký kết thỏa thuận linh hồn sau khi người chơi xác nhận tham gia họ sẽ có thể tải xuống được một con yêu ma đã được chuyển đổi sang dạng dữ liệu và lấy được sức mạnh từ nó mỗi người chơi chỉ có thể truy cập vào trang web duy nhất một lần nên vì vậy đã có hẳn một diễn đàn được lập ra để những người chơi có thể trao đổi thông tin hoặc tổ chức thi đấu khi hai người chơi quyết đấu với nhau thì người thắng sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và tích lũy cho đến khi đủ để nâng cấp sức mạnh của mình khi đạt đủ số điểm cần thiết người chơi sẽ nhận được chỉ dẫn để tiến vào một khu vực đặc biệt và nhận sức mạnh từ một người nào đó ban cho thanh niên đại ca này cũng không biết vị trí cụ thể của khu vực đặc biệt đó ở đâu chỉ nhớ rằng nó nằm ở giữa hai ngọn tháp của một tòa nhà nghe vậy thì gen chợt nhìn về một nơi có vẻ như rất phù hợp với sự miêu tả của thanh niên này chỉ hy vọng là đừng có cái máy bay nào xuất hiện là được sau khi vào bên trong tòa nhà gen đã sử dụng hỏa thuật của mình để thăm dò và phát hiện ra đúng là có một không gian bị che giấu ở giữa hai ngọn tháp thế nhưng điều đó đã đánh động đến chủ nhân của không gian này khiến gen đã bị hắn ra tay bắt đi ngay sau đó lúc này mọi người đang họp tại gia tộc kanagi để cùng nhau phân tích các thông tin đã thu thập được vậy nhưng tâm trí của kazumi vẫn đang đặt vào chuyện cô gái lúc chiều thế rồi như phát hiện ra điều gì đó kazuma buột miệng nói ra một câu rằng mắt của người cậu quen là màu xanh chứ không phải người giống lúc chiều khiến cả phòng đều khó hiểu nhìn về phía kazuma cậu cũng không giải thích mà bất ngờ đứng dậy tuyên bố sẽ rút khỏi vụ này rồi đi ra ngoài thấy vậy ayano liền đuổi theo thì đột nhiên nhận được điện thoại từ cô bạn của gen gọi đến thông báo chuyện gen đã bị mất đi mọi người nhanh chóng chạy đến tòa nhà tháp đôi tại đây kazuma chỉ cảm nhận được có một khoảng không gian bị bóp méo cậu không biết được cụ thể bên trong đó có gì kira cho rằng có thể ngăn cản được khả năng do thám của kazuma thì chứng tỏ đối phương cũng không phải là một kẻ tầm thường như vậy kazuma chỉ cười nhẹ sau đó bay vút lên trên và sử dụng phong thuật để dễ dàng mở ra kết giới và tiến vào bên trong ở dưới kia kira đã ngay lập tức gọi điện cho lực lượng để bố trí việc sơ tán dân thường và lập hàng rào ngăn cách cũng như kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông của xung quanh để đề phòng việc tòa nhà này sẽ bị phá hủy. Bởi vì cô biết rằng một khi dính đến Gen thì chắc chắn Kazuma sẽ không nương tay. Lúc này hai cô gái cũng đã có mặt ở trên sân thượng của tòa nhà. Ayano định dùng thanh kiếm để phá vỡ ngụy trang nhưng lại bị Kira cản lại. Vì nếu để khu vực đặc biệt đó lộ ra bên ngoài thì sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Sau đó Kira bất ngờ lấy ra bốn lá bùa rồi bắt đầu làm phép tạo ra một cánh cửa không gian. Thì ra ngoài thân phận cảnh sát Kira còn là một bậc thầy âm dương, sau khi vào bên trong, Kazuma bị mắc kẹt ở một vùng hỗn mang nằm giữa hai khoảng không gian bị bóp méo và chưa thể thoát ra ngay được. Kira và Ayano thì đón tiếp bởi một một cô gái tên là Lapis. Sau khi lên tiếng cảnh báo Kira và Ayano quay về nhưng không có tác dụng thì Lapis liền quay người lấy ra thanh kiếm trong cực kỳ lớn từ bức tượng đằng sau để chiến đấu sau khi va chạm vài đường kiếm thì ayano thực sự kinh ngạc khi lapis có thể sử dụng cây kiếm siêu nặng đó một cách nhẹ nhàng giống như đang cầm một thanh gỗ không những vậy mà cây kiếm đó còn có khả năng hấp thụ hỏa thuật khiến cho ayano thực sự gặp khó khăn lúc này ở một căn phòng khác gen đang đối mặt với việc chủ nhân của nơi này và hỏi về mục đích thực sự của hắn khi bày ra những chuyện này là sao hắn cho biết đây chỉ đơn giản là một cuộc thí nghiệm mà hắn đã giải công chuẩn bị sau đó hắn đã cho cậu xem những hình ảnh hiện tại của kazuma và ayano theo lời của hắn thì hắn rất muốn xử Kazuma vì Kazuma là kẻ thù của hắn cùng đồng bọn. Thế nhưng mục tiêu chính lần này của bọn chúng vẫn là cuộc thí nghiệm kia với mục đích tạo ra một cơn ác mộng tại nơi này. Trong lúc hắn vẫn còn đang lải nhải với những ý tưởng điên rồ của mình thì bất chợt ở trong hình ảnh trình chiếu, Kazuma nhìn thẳng về phía này rồi bảo Gen hãy gọi thật to để cậu có có thể xác định được vị trí chính xác. Tiếp đó là một cơn gió phá vỡ không gian nơi này và Kazuma đã xuất hiện bên cạnh Gen ngay sau đó với một nụ cười tự tin như thường lệ vừa nhìn thấy về tên chủ nhân nơi này thì kazuma liền nhận ra hắn là bơn hát và hỏi hắn lấy đâu ra can đảm mà dám xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa tiếp đó thông qua cuộc đối thoại giữa hai người thì dường như kazuma chính là người đã giết sư phụ của hắn đột nhiên lúc này căn phòng vang lên một tiếng nổ lớn ngay sau đó thì lapis đã bị đánh văng sang bên căn phòng này ayano cũng xuất hiện và tiếp tục tấn công nhưng bất ngờ bị kazuma ngăn cản lại thì ra lapis chính là người mà kazuma đã gặp ở trên phố lúc trước đó Tuy rằng cô gái này thực sự giống hệt người yêu cũ Su Linh của cậu, nhưng giờ Kazuma có thể chắc chắn rằng Lapis không phải là Su Linh bởi vì khi người cậu yêu bị tên sư phụ của hát đã mang ra làm tế phẩm nuôi dưỡng ma quỷ thì cậu cũng có mặt ở đó. Nhưng đã không thể làm gì, hát cho biết rằng vào 4 năm trước, hắn đã tập hợp những cảm xúc còn lại sau khi chết của Su Linh để tạo ra Lapis mới này. Nghe thấy điều này thì Kazuma đã vô cùng tức giận mà liền ra tay tấn công nhưng ngay lập tức bị Lapis cản lại tiếp đó cô ta sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để trải toàn nhà này ra làm hai để cản chân nhóm Kazuma rồi biến mất cùng với bơn hát Lúc này tại phòng giam của sở cảnh sát, Yuzumi đang không ngừng đổ lỗi cho tất cả mọi người và đặc biệt là cô bạn của Ayano về những gì mà hắn đã trải qua thì bất ngờ trên tường hiện ra một tin nhắn viết bằng máu. Nội dung của tin nhắn chính là chúc mừng Yuzumi đã đủ điều kiện để lên cấp và có thể nhận được sức mạnh to lớn hơn. Vậy là sau khi tòa nhà kia bị phá hủy vẫn còn một khu vực đặc biệt khác tồn tại và lần này thậm chí bọn chúng còn không cần dùng đến mạng internet để có thể gửi thông điệp đến người chơi. Lúc trở về, Gen đã kể lại việc là trước đó có nghe Kazuma gọi tên chủ tháp kia là Bernhardt. Hai ông bố đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc bởi vì đó cũng là cái tên của chủ tọa của một hội pháp sư hoạt động chủ yếu ở Tây U và được xem là những người đứng đầu của ma thuật hiện đại trong khi hai ông bố đều cảm thấy khó tin và nghĩ rằng đó có thể chỉ là một kẻ mạo danh thì bất ngờ kira lại lên tiếng xác nhận chuyện cả hai ông nghi ngờ là đúng bởi vì theo cô biết thì hội pháp sư tây âu có mối thủ lớn với kazuma và tất cả đều bắt nguồn từ một cô gái tên là su linh cũng là cơ sở để tạo nên lapis hiện tại theo lời cô thì kazuma sau khi bị trục xuất khỏi gia tộc thì cậu đã đến trung quốc với mong muốn duy nhất là có thể trở nên mạnh mẽ thế nhưng sau khi gặp mặt su linh tại một thị trấn nhỏ rồi sau đó trở thành người yêu và chung sống với cô kazuma đã hoàn toàn từ bỏ ham muốn sức mạnh cũng như mong muốn lớn nhất là phải trở về gia tộc của mình tất cả những gì cậu muốn lúc đó chỉ là một cuộc sống bình yên bên cạnh người mình yêu thế nhưng sau đó bọn bơn hát đã đến và lấy đi tất cả trong sự bất lực của kazuma sự việc xảy ra vừa rồi đã khiến kazuma phải nhớ lại một đoạn ký ức mà cậu muốn lãng quên sự dằn vặt này dường như khiến cho cậu trở nên mất kiểm soát và có thể sẽ làm ra một số chuyện khó có thể tưởng tượng được còn aya iano sau khi nghe về chuyện của su linh thì có vẻ khá suy tư Đồng thời cô cũng rất lo lắng vì không hề nhận được bất cứ tin tức gì của Kazuma, nhóm Aiaino sau đó đã đi tìm Kazuma nhưng lại không biết cậu đang ở đâu nên đã rất lo lắng. Còn ở bên ngoài thì tình hình cũng khá căng thẳng khi có rất nhiều cuộc đấu giữa những người chơi được diễn ra. Trên sàn đấu lúc này là hai người chơi đã đạt đến cấp độ 2 và nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ những khán giả bên dưới. Bắt đầu trận đấu, tên tóc vàng triệu hồi ra một con quạ để vô hiệu hóa tất cả ma thuật mà tên đeo kính có thể thi triển và sau đó lại gọi thêm ra hai con thú khổng lồ khiến cho đối thủ chỉ còn biết bỏ chạy thế nhưng khán giả bên ngoài lại không muốn để trận đấu kết thúc chóng vánh như vậy nên đã bắt tên đeo kính phải chiến đấu đúng vào lúc bị dồn vào chân tường thì tên đeo kính đột nhiên mọc ra hai cái răng nanh còn đôi mắt thì chuyển sang màu vàng sau đó hắn dễ dàng đánh bay con chó khổng lồ cũng như tiêu diệt con đại bàng chỉ bằng vài chiêu nhẹ nhàng làm cho tên tóc vàng không còn gì để mất mà đã phải gọi ra tất cả những gì mình có để chuẩn bị liều với đối thủ một phen bất chợt Kazuma từ đâu xuất hiện đứng giữa hai tên và sau khi hỏi về vị trí của tên Bơn Hát. Nhưng không nhận được câu trả lời mong muốn nên Kazuma đã ra tay cắt vụn đám thú triệu hồi của tên tóc vàng rồi bước đến sử dụng ma pháp để cưỡng ép đọc ký ức của hắn. Không thu được tin tức gì hữu dụng nên Kazuma lại tiếp tục làm điều tương tự với tên đeo kính. Tuy rằng tên này cũng không biết được vị trí của Bơn Hát nhưng Kazuma lại tìm được những ký ức liên quan đến Izumi ở trong đầu hắn và cậu nghĩ tên béo này có thể sẽ có ích cho cậu. Hôm sau thì nhóm người Aya đã có mặt ở hiện trường trận đấu tối qua, thông qua lời khai của nhân chứng cũng như các dấu vết lưu lại. Cả ba người có thể khẳng định được rằng người đã gây ra chuyện này chính là Kazuma. Lúc này tại một nơi nào đó tên béo Yuzumi vừa hoàn thành việc nâng cấp sức mạnh lên cấp độ 3 và dự định sẽ bắt đầu kế hoạch trả thù. Mọi hành động vừa rồi của tên béo đều nằm trong sự giám sát của Bernhardt. Hắn cùng Lapis nói về một loại dữ liệu nào đó mà hắn đã gần thu thập đủ và cả hai sẽ sớm không còn lý do để ở lại đây nữa. Thế nhưng sau đó hắn lại nói rằng mọi chuyện đang trở nên quá thú vị khiến hắn không muốn rời đi quá sớm vào lúc này sau khi Yuzumi trốn thoát khỏi nhà giam. Kira đã đoán trước được việc hắn sẽ trả thù cô bạn tóc xanh cho nên đã cử Catherine và một cô thanh tra là Izumi đến để bảo vệ. Thế nhưng khi hai người đang thực hiện nhiệm vụ thì Kazuma đột nhiên xuất hiện và phá vỡ kết giới của Izumi. Cậu muốn để Izumi đến bắt người đi và tên đó sẽ dẫn cậu đến được chỗ của tên Bernhardt. Cậu sau đó còn ra tay đánh hai cô gái bất tỉnh và tạo điều kiện cho Yuzumi có thể đến bắt tóc xanh đi. Lúc này Kazuma dường như đã bị lấp đầy bởi sự thù hận nên cậu sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có thể tìm ra bơn hát. Và Lapis một cách nhanh chóng nhất để có thể tự tay giết xử lý cả hai tên đó càng sớm càng tốt. Sáng hôm sau, hai cô gái được đưa vào viện và dù Kira đã xác nhận nhưng Aya Iano vẫn không tin chuyện đêm qua là do Kazuma gây ra kira hiểu tại sao cô lại suy nghĩ như vậy bởi vì cô mới chỉ tiếp xúc với kazuma kể từ khi cậu về nước chứ chưa được biết về một kazuma trong quá khứ mà cô từng chứng kiến theo lời kể của kira thì cô gặp kazuma cách đây hai năm khi đi tập huấn ở london lúc đó không có ai biết về cái tên kazuma mà chỉ có những lời đồn về một ngọn gió chết chóc sẵn sàng phá hủy tất cả những gì cản đường và không bao giờ ân hận khi làm tổn thương một ai đó kẻ đó sẵn sàng lấy đi mọi lợi thế mà cậu ta cho là có ích Kira không biết thứ gì đã làm Kazuma thay đổi kể từ khi trở lại Nhật Bản. Thế nhưng hiện tại có vẻ như sự xuất hiện của Lapis đã khiến cho cậu ta trở lại với con người trước đây, sau cùng thì trước khi rời đi. Kira bất ngờ nói với AiAno rằng cô là người duy nhất có thể đánh thức và làm cho Kazuma hiểu được rằng hiện tại quan trọng hơn quá khứ rất nhiều. Tối đó, AiAno vẫn luôn nghĩ về những điều mà Kira đã nói và cảm thấy rằng bản thân rất khó để mình có thể vượt qua được cái bóng của Su Linh trong lòng Kazuma gen lúc này đang lang thang ở công viên trung tâm thì phát hiện ra hai đứa bạn đang đi theo sau vì lo cho cậu sau đó cả ba nghe thấy có tiếng nói chuyện nên đến xem thì nhìn thấy kazuma đang ra tay hạ gục một tên lạ mặt chứng kiến hành động sau đó của anh trai gen liền lên tiếng ngăn cản nhưng không có tác dụng vì kazuma giờ đây đã hoàn toàn thay đổi so với trước đây trước đó khi nhìn thấy ánh mắt vô cùng đáng sợ của kazuma cậu bạn đã nhanh chóng bế gen rời khỏi đó để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra cảnh sát nhanh chóng có mặt để đưa thanh niên kia đi bệnh viện Kira thì cảm thấy khá lạ khi chỉ có Kazuma cùng với một người chơi khác ở chỗ này. Bởi vì Kizuna chưa từng tấn công đơn lẻ như tối này trong lúc đó. Không biết bằng cách nào cô bạn tóc vàng lại có thể tìm được ở trên mạng thông báo triệu tập người chơi của trang web kia. Khi có mặt ở địa điểm đó thì cô bất ngờ nhìn thấy cô bạn tóc xanh đang được dẫn đi bên cạnh tên bé Yuzumi giống như một nô lệ trung thành. Sau khi tự giới thiệu mình là một người chơi cấp 4 đồng thời cũng là người đại diện của Bernhard thì Yuzumi đã đưa ra một thông báo rằng điểm lên cấp đặc biệt sẽ xuất hiện của công viên trung tâm vào đêm nay. Thêm vào đó sẽ có một cuộc thi được diễn ra với phần thưởng là một thứ sức mạnh tối thượng dành cho người chiến thắng, qua phấn khích với thông tin quan trọng này. Cô bạn tóc vàng liền nhắn tin để báo chuyện này cho Ayano nhưng không may bị tên yêu dung phát hiện và bắt lại ngay sau đó. Lúc Ayano nhận được tin nhắn từ cô bạn cũng là lúc Kira phát hiện ra một thông tin quan trọng bên trong điện thoại của thanh niên đang nằm viện kia đó chính là một tin nhắn có nội dung là hắn sẽ nhận được một số điểm lớn nếu như hạ được tên phù thủy gió đang có mặt ở công viên trung tâm kèm theo đó là một bức ảnh của kazuma sau khi tổng hợp tất cả các tin tức có được kira đã đưa ra kết luận là có lẽ sau khi theo dõi yêu dùng, kazuma đã biết được địa điểm của bernhard nằm ở công viên trung tâm nên đã chờ sẵn ở đó bernhard dường như như cũng biết được điều này nên đã gửi thanh niên mới này đến để khiêu khích cậu còn vì lý do mà Kazuma không tấn công ngay sau khi tìm thấy địa điểm của hát thì chắc là muốn đợi hắn hoàn thành công việc mà hắn muốn làm rồi cậu mới tiêu diệt tất cả. Cả Kazuma và hát đều biết rõ về ý định của đối phương nhưng vẫn sẵn lòng tham gia trò chơi này. Từ hôm qua đến giờ Ayano đã suy nghĩ rất nhiều về việc bản thân mình có ý nghĩa như thế nào đối với Kazuma, thật sự thì Ayano cũng không tin lắm vào lời mà Kira đã nói rằng cô đang là người mà Kazuma quan tâm nhất. Thế nhưng dù sao đi nữa Ayano cũng muốn kéo Kazuma quay về chính đạo chứ không phải mãi chìm sâu trong nỗi đau quá khứ. Có điều hô hào căng thẳng là thế nhưng thực tế thì Ayano vẫn chẳng có kế hoạch cụ thể nào trong đầu cả, cùng lúc đó tại nơi của Bơn Hát. Thằng béo Yuzumi đang làm một việc vô cùng ngu ngốc đó là khiêu chiến với Bơn Hát để có thể lên làm chủ nhân của nơi này. Trong lúc đó, cha của Kazuma khi nghe chuyện của con trai mình thì vẫn cứng nhắc như mọi khi. Ông ta nói sẽ đi xử lý Kazuma sau đó phá hủy khu vực của hát để hoàn thành trách nhiệm của một thành viên nhà Kanagi. Ayano cảm thấy rất khó chịu sau khi nghe những lời này vì thế đã đứng dậy và tuyên bố cô sẽ xử lý chuyện của Kazuma với tư cách là người thừa kế của gia tộc. Cha của Kazuma cũng không nói gì nữa và đi ra ngoài. Có lẽ với tư cách là một người cha ông ta cũng không thể cứng rắn được như lời mình nói. Đến tối đó, rất nhiều người chơi của hát đã tụ tập ở công viên trung tâm và bắt đầu chiến đấu với nhau đủ các loại ma thuật khác nhau được thi chuyển ra làm cho tình hình ở đó trở nên vô cùng hỗn loạn thế nhưng không gian của Hát vẫn chưa xuất hiện có vẻ như đây là ý đồ của hắn để lọc bớt số người tham dự trước khi sự kiện chính được diễn ra kira coi những người này như những tên tội phạm và muốn mặc kệ để chúng đối phó lẫn nhau nhưng gen lại không đồng ý với điều này nên đã sử dụng ngọn lửa thanh tẩy của mình để cố gắng tư diệt những con yêu ma đang ẩn náu bên trong người chơi khi đồng hồ điểm 12 giờ mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội rồi sau đó thành trì của bơn hát đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người, nó có hình dáng lớn hơn trước rất nhiều. Từ tòa lâu đài một thứ ánh sáng đỏ dần dần lan ra làm cho tất cả yêu ma ở bên trong người chơi đồng loạt thức tỉnh rồi triệt để biến họ thành quái vật. Với tình trạng này thì ngọn lửa thanh tẩy của Gen cũng không còn tác dụng nữa. Khi đám quái vật đồng loạt quay đầu chạy về phía tòa lâu đài thì Kazuma đột nhiên xuất hiện sau đó và cắt nát tất cả bọn chúng bằng ngọn gió đen của mình jen cố gắng dùng lời lẽ để thức tỉnh anh trai nhưng không có tác dụng nên ayano đã quyết định dùng đến vũ lực cô nhận ra rằng ngay cả khi chưa kích hoạt sức mạnh của thần gió thì kazuma vẫn quá mạnh so với thực lực hiện tại của cô thế nhưng khi giao chiến thì cô không biết tại sao bản thân lại có cảm giác rằng kazuma ở trạng thái hiện tại yếu hơn trước đây rất nhiều và cô dường như có thể thấy được sự giới hạn trong sức mạnh của cậu quả thật như những gì mà ayano đã nghĩ hiện tại kazuma đã không thể hạ cô chỉ với vài đòn đơn giản giống lúc trước Chứng kiến một Kazuma yếu đuối như vậy ở trước mặt, Ayano cảm thấy rất khó chịu nên đã điên cuồng tấn công về phía Kazuma. Cậu cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì mà lại để bị ngăn cản và không thể đánh thẳng được Ayano. Những cảm xúc dồn nén ở trong người đã giúp cho Ayano kích hoạt ngọn thuần khiết một lần nữa mà cô không hề hay biết. Sau đó Ayano đã nhắc cho Kazuma nhớ rằng cậu từng nói là muốn dùng sức mạnh mình để có thể bảo vệ tất cả mọi người chứ không phải để chìm đắm trong thù hận như hiện tại những lời mà ayano nói phần nào giống với su linh trước đây đã thực sự có tác dụng và đánh thức được kazuma đôi mắt đỏ rực của kazuma dần trở lại bình thường và cậu cũng đã hoàn toàn tỉnh táo thế nhưng sau đó do mải mê cười sự phế vật của bản thân mà kazuma đã quên mất không thông báo chuyện bản thân đã tỉnh lại nên hậu quả là cậu vẫn phải gánh một đòn toàn lực của ayano tuy nhiên do đã khôi phục lại sự tỉnh táo nên sức mạnh của kazuma lại trở về với mức bá đạo của trước kia nên giờ cậu có thể giảm sát thương từ đòn tấn công của Ayano mà không bị chịu chút sát thương nghiêm trọng nào. Sau tất cả Kazuma đã nhận ra rằng ngoài Su Linh thì bây giờ ở trong lòng cậu cũng đã xuất hiện những điều quan trọng khác sau khi tiến vào bên trong. Ba người nhìn thấy hai cô bạn của Ayano đang nằm dưới sự khống chế của Lapis. Còn tên mập Yuzumi thì đang bị chôn thân trong một khối vàng nhỏ, tiếp đó dưới sự điều khiển của Lapis. Hai cô gái cho biết mục đích tồn tại của nơi này là để kết hợp linh hồn giữa người và quỷ để tạo nên những người chơi sau đó thu thập các dữ liệu từ họ để phục vụ cho việc thí nghiệm tạo ra những người có siêu năng lực thế rồi đột nhiên lapis vung kiếm chém ngang người yuzumi rồi linh hồn tên béo sau đó bị hút lên trên để kích hoạt một trận pháp khổng lồ đang bao trùm nơi này theo lời lapis thì đây chính là trận pháp để triệu hồi một trong những hoàng tử địa ngục vô cùng tàn ác trận pháp được kích hoạt hoàn toàn khiến cho cả tòa lâu đài bắt đầu dung chuyển dữ dội kazuma nhanh chóng sử dụng phong thuật đánh bay lapis và sau đó đưa hai cô bạn của ayano đến một nơi an toàn trước khi rời đi Lapis có nói cả ba người rằng 100 sinh mạng người chơi chỉ có thể triệu hồi được ác quỷ trong vài giây nhưng gần đó cũng đủ để nó hủy diệt cả Tokyo. Đồng thời đây cũng là món quà mà Bernhard tặng cho Kazuma vì hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của cậu. Sau khi ra ngoài, nhóm Kazumi đều cảm nhận được một thứ sức mạnh vô cùng kinh khủng đang dần dần phát tán ra từ trận pháp kia. Đối mặt với con quỷ địa ngục này thì Kazuma nghĩ là dù cậu có kích hoạt năng lực của thần gió cộng với thiên thần hỏa của Ayano thì cũng chẳng thể nào đánh bại được nó. Tuy nhiên hiện giờ bọn họ cũng chẳng còn đường lui nào cả. Với lại mục tiêu cũng chỉ là cố gắng ngăn chặn con quỷ trong vài giây nên cả ba người quyết định sẽ dồn toàn lực để đối đầu trực diện với nó. Trước đó thì Kazuma đã sử dụng phong thuật của mình để giúp Ayano và Zen có thể tạm thời bay lượn. Sau đó liền kích hoạt sức mạnh thần gió để sẵn sàng đón tiếp con quỷ địa ngục kia. Đúng vào lúc này từ giữa vòng tròn của trận pháp một bàn tay khổng lồ từ từ trồi lên. Mang theo một nguồn ma lực cực đại như muốn nhấn chìm tất cả cả ba ngay lập tức tập trung toàn bộ sức mạnh của mình rồi cùng nhau lao về phía bàn tay đó nguồn năng lượng mạnh mẽ của cả ba va chạm với ma lực của con quỷ và tạo ra một tiếng nổ vô cùng lớn mọi đồ vật ở xung quanh công viên đều bị thổi bay sau đó một cột sáng trói mắt lao thẳng lên trời xuyên qua tầng khí quyển rồi tan biến ở bên ngoài vũ trụ bao la cơn ác mộng vừa rồi đã chấm dứt hôm sau công viên trung tâm đã trở thành một cái bình địa ba người kazuma thì đều may mắn sống sót và đang kiệt sức nằm trên đất đúng vào lúc này thì bernhardt và lapis từ đâu xuất hiện khiến cả ba đều vô cùng kinh ngạc à. kazuma nghĩ nếu bây giờ hai người đó ra tay thì chắc chắn bọn họ sẽ đi đời trong nháy mắt thế nhưng bất ngờ là bernhardt lại mở miệng nói rằng hắn rất hè nhát cho nên sẽ không ra tay không nắm chắc phần thắng sau đó quay đầu nhìn về một hướng kazuma nhìn theo thì thấy ông già nhà cậu đang đứng ở gần đó khiến cậu cũng thấy yên tâm khi hai người kia quay lưng rời đi thì Kazuma đã lên tiếng hỏi Lapis về cảm xúc cuối cùng của Su Linh để rồi sau đó nhận được câu trả lời chính là Su Linh muốn cậu phải chết khiến Kazuma thực sự rất sốc. Khi trở về gia tộc Kanagi, Kazuma nói với Ayano rằng cậu cũng không trách Su Linh bởi vì sự thật là cậu đã không thể bảo vệ được cô ấy. Kazuma còn nói rằng thứ sức mạnh mà cậu đang có chỉ xuất hiện khi cậu ở cận kề cái chết mà không xuất hiện vào lúc Su Linh sắp bị giết nên kazuma cảm thấy điều này thật sự đáng khinh vì cậu chỉ khao khát sức mạnh để bảo vệ ban thân thay vì bảo vệ người khác tuy nhiên trải qua bao nhiêu chuyện thì kazuma giờ đã hiểu ra rằng việc cậu cần làm bây giờ là chấp nhận quá khứ đối mặt với hiện tại và sử dụng toàn bộ khả năng của mình để bảo vệ tất cả mọi người xung quanh và phim đến đây cũng là kết thúc